Tiền về túi là như thế nào? Tại vì khi mà chúng ta sử dụng một cái app giao hàng tiết kiệm á, đúng không nào? Và khi đó đó, bên giao hàng tiết kiệm sẽ báo cho chúng ta một cái email. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái email của giao hàng tiết kiệm nhá. Đây, email này. Đó, email bây giờ thì admin không có làm mà admin có một bạn cộng tác viên bạn ấy làm cho admin. Đây, đó, chăm sóc khách hàng này, giao hàng tiết kiệm này các bạn thấy không ạ? Bây giờ thì sẽ lấy cái giao hàng tiết kiệm nhá. Cực kỳ nhiều in email luôn. Giao hàng tiết kiệm này. Đó, giao hàng tiết kiệm này. Bây giờ cho các bạn biết là cái app sử dụng cái app giao hàng tiết kiệm để chúng ta triển khai như thế nào. Đây, đối soát này. Giao hàng tiết kiệm cho VN cái ngày gần nhất đây này. À, đây này, ví dụ như vậy nhá. Đơn thuần là như thế này. Cái ngày hôm đó thì đây, ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta sử dụng cái app giao hàng tiết kiệm á, thì nó loanh quanh á, đây admin được hai đơn đúng không? Hai đơn này là đơn phụ kiện gì đấy đúng không? Đơn phụ kiện đấy thì nó sẽ gửi về cho chúng ta à đó khoảng tầm 3-4 ngày thôi là chúng ta sẽ được nhận tiền về luôn được chưa nào, và chúng ta tải cái app giao hàng tiết kiệm lên nhá để chúng ta thực hiện ship đúng không nào, và chúng ta lên giao hàng tiết kiệm.vn đấy, chúng ta tạo tài khoản này trên này xong chúng ta tải cái app của nó xuống. Chúng ta tải tải app của nó xuống và bây giờ chúng ta bán, chúng ta quảng bá đúng không? Chúng ta mang cái chúng ta sử dụng tất cả các kênh mà chúng ta có thể. Xíu nữa thì tất cả những cái bạn ở trong Fori á có nhiều kinh nghiệm sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái hình thức của các bạn đây đang làm hiệu quả như nào, bạn đang sử dụng Shopee hiệu quả như nào, bạn đang sử dụng bán hàng qua group như nào, bạn sử dụng fanpage như nào, bạn bán hàng qua cái hình ảnh như nào, có rất là nhiều cách để chúng ta có đấy không ạ. Và bây giờ chúng ta tạo ra một cái tài khoản, bắt đầu chúng ta đăng nhập vào đúng không nào, và chúng ta quảng bá khi mà có thông tin khách hàng ấy, khi mà có thông tin khách hàng thì chúng ta lên đơn bằng cái app này đúng không ạ, và chúng ta là cái người cái quản trị cái app giao hàng tiết kiệm này, và khi mà giao hàng thành công ấy thì chúng ta sẽ nhận được một cái email của hắn đúng không nào. Đây email nó sẽ là như thế này, nó sẽ báo cho chúng ta là ngày hôm nay là anh đã nhận được hai đơn này đó, ngày 16 tháng 8 này, đây mình sẽ giao hàng tiết kiệm 18 tháng 8 này, xem ngày hôm nay có bán được gì không này. À đây ngày hôm nay nhiều hơn ngày kia 100.000 thì nhìn nó bèo quá đấy, ngày hôm nay thì mình bán được khá hơn đúng không, được 1.182.000 đúng không, là mình cài đặt cứ 2 ngày ấy, nó sẽ chuyển khoản cho mình một lần ở trong cái phần cài đặt đấy, là cứ 2 ngày chuyển khoản một lần, ngày này mình 18 tháng 8 này mới gần đây thì nhiều rồi đúng không. Đó mình bán được 3 đơn mà được hơn 1 triệu, tuyệt vời không ạ. Đó và đây này, cái đơn này là cái đơn về phụ kiện này, phụ kiện với cả bằng phong thủy này, nên 3 đơn thôi là được 1 triệu rồi, doanh số là chuyện bình thường đúng không ạ. Đó thì khi mà chúng ta làm đấy, đấy phí phụ là có nghĩa là phí ship của nó đúng chưa nào. Đấy thì ở đây quanh quanh quẩn thì loanh quanh admin thường lần một nửa, thì đây ví dụ 1.1 triệu tiền 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 nhận được hàng đây, để là được 1.1 triệu đúng không nào, thì chúng ta lời khoảng được 500.000, 2 ngày lời 500.000 là tuyệt vời rồi đúng không. Đây là ngày 18 tháng 8 này, các bạn có thể zoom lên nhìn rõ nhé, lấy hai cái tay ấy, kéo rõ cái màn hình ra để xem kỹ nha đúng không nào. Đấy 3 đơn ok chưa, và bây giờ chúng ta triển khai này. Đầu tiên nhá, chúng ta xác định một cái ngách được chưa ạ, xác định một ngách, sau đó là lấy cái bộ ảnh đó về bắt đầu marketing trên các kênh đúng chưa nào, marketing trên các kênh và bắt đầu có thông tin khách hàng về đấy, thì chúng ta sử dụng cái app này chúng ta lên đơn để nó chủ động được chưa nào? Xíu nữa sẽ có một cái cách target đúng không, và bây giờ 100.000 thôi đúng không, 100.000 đấy thì độ rơi vào khoảng nếu như mà uống trà sữa đúng không, hôm nay không uống trà sữa, nếu uống trà sữa thì khoảng 2 ly trà sữa thôi đấy, 2 ly trà sữa thôi là bay, tại vì 1 ly trà sữa 47.000, 2 ly rơi khoảng 94.000 đúng không, là toang rồi. Nhưng mà 100.000 sẽ 2 ly trà sữa sẽ mua được cái vòng này, một cái vòng này mà nếu mà marketing khéo thì bạn sẽ bán một cái vòng bèo được 200.000, có nghĩa là lời 1:1. Nếu mà marketing grow hơn một tí, và làm sao nào là marketing grow thì xíu nữa thì các mốt ở đây như là Nguyễn Chi, như là Nguyễn Thắng đúng không, Hảo Phạm rồi là Phượng, các bạn rất là grow rất là nhiều đơn, vô cùng nhiều đơn rồi, thì sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách đấy ok chưa. Và bây giờ và nhận cái này, nhập cái này về để chúng ta ship thì khoảng tầm 3 ngày. Ví dụ như là admin bán cái vòng này là 300 nghìn, thật sự là 300 nghìn luôn, 300 nghìn là bình thường đấy. Cái vòng này nếu mà muốn bán thì nó liên quan đến theo mệnh, cái này là màu nâu và màu đỏ đúng không, thì là ai đó mà mệnh mộc đúng không nào, mệnh thổ và mệnh hỏa sẽ phù hợp với vòng màu này. Nếu như mà có một cái nội dung khác thì chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về vấn đề phong thủy, cực kỳ hay luôn, về admin mệnh hỏa đúng không, nên ra là có một cái vòng mệnh hỏa nhiều lắm đúng không, đồng hồ cũng hỏa đấy, gọi là các cái cục đá phong thủy trên bàn cái gì cũng đỏ hết đó. Đó nên ra là
bán vòng phong thủy này là một cái siêu lợi nhuận. Nếu mà thật sự mà muốn muốn triển khai đó là cả một bầu trời tư duy đấy. Đấy. Và từ 100.000 đúng không? Chốt cái sale này là được 300.000 thì được 100 đến 300 mà trong 3 ngày tiền nó hoàn về. Ok, tiếp tục PR marketing. Thì đấy, bán xong cái vòng này rồi nhá. Đấy thì là giới thiệu remarketing tốt người khác lại mua thêm cái vòng này. Đấy thì là nhập cái vòng này khoảng 200. Chúng ta bán gì ạ? À, bán 600 hoặc là 500. Bán 500 ngàn một cái vòng phong thủy như thế này. Thế là chúng ta lại có thêm tiền. Ba vòng là 1 triệu và trong trong team này có người làm được. Ngày hôm nay bạn ấy không có vào tại vì anh này anh đang chống dịch, anh là Nguyễn Thắng. Bán phòng phong thủy phải gọi Nguyễn Thắng cực kỳ khủng khiếp đấy đúng không nào? Đó ok, và từ 100.000 đó nó tạo ra cái một cái dòng tiền như vậy. Và đấy vừa xong rồi admin show cho bạn đấy ngày 18 tháng 8 cái đối soát gia hạn tiết kiệm của admin được 1,1 triệu đi kìa đúng không nào? Đó đó nha, nên thành ra nên nó không hề ảo tưởng một tí nào đâu, nó là sự thật. Còn xíu nữa thì các bạn sẽ nghe chị Chi này, sẽ nghe Duy này, nghe Hảo này, nghe các bạn khác nữa ở trong Fori mà có cái tiềm năng có đã làm rồi đó, có những cái ngách rất là tuyệt vời như là phụ kiện điện thoại. Và cái vừa xong admin nói rằng một cái và chị mà có 3 đứa con đó, đó là chị Văn Cô. Bây giờ admin cứ đăng cái bài gì đó là chị đấy hay vào bình luận đó, tại vì chị đấy kiểu như là muốn cảm ơn mình đó. Admin thì chẳng bao giờ suy nghĩ gì về vấn đề đấy, thì hay hay vào comment, hay vào bình luận, hay vào vui nói chuyện, là nói chuyện vui với nhau ấy, kiểu thế. Thì theo admin ít nhất là khoảng tầm 3 năm rồi, thậm chí là còn bằng cái bạn Duy luôn. Duy đây này đã cũng bằng cái thời gian đó, cũng làm copy cực kỳ khó lắm. Đây này cho bạn xem. Đây, thật sự luôn, không tin cứ comment nhé. Admin cũng chẳng chẳng có vẽ gì đâu cho anh em mình đâu, ở đây chẳng có lùa gà gì hết, thẳng thắn là như vậy đúng không? Anh em mình muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, thích thì làm, không thích thì thôi mà. Đây này, đó, chị này này, bán cực kỳ nhiều luôn, bán cực kỳ nhiều đấy, và chị này này bán cực nhiều phụ kiện điện thoại luôn. Đó, ngày xưa ấy là còn đăng mấy cái đồng hồ đây này, đồng hồ này này, đúng không? Đồng hồ này ở trong Fori đó, đó, bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, bà chị này này cực đó, ngày xưa mà có cái logo mà Galaxy Team á, trên chu trên á, cũng là thay đổi á để thành công á đúng không? Đấy cái logo này là của admin đó, Galaxy Team này, logo này admin thiết kế này, đó là bà đó cực kỳ cuồng luôn và thật sự luôn là rất là khó khăn luôn á, xuất phát điểm mà không tới 500.000 nữa luôn á, chứ không phải đơn giản đâu anh em. 3 năm trước cực kỳ khó luôn chứ không phải giống như bây giờ đâu, chỉ bán nhiều thứ luôn, bán bèo bán cả sữa đủ các thứ này đó, chứ không cao chăm lắm. Mấy nay thì chị bán rất là tốt về vấn đề phụ kiện điện thoại và xuất phát điểm đúng thật là chưa đến 500.000 đâu. Nếu như mà có dịp ngày mai ngày mốt gì đó admin nhắn tin cho chị lên chia sẻ toàn bộ những cái kiến thức cho mọi người nghe xem là admin có nói thật hay không nhá. Đó đấy bà chị này này đó hay lắm, ví dụ như là admin đăng cái bài về cái vườn, đăng cái ảnh đại diện này thì bài cũng cũng vào comment đó, cũng vào comment đó, nên cứ đăng cái gì cũng vào comment đó. Đó, nên ra tương tác tốt lắm đó, mà bà rất là khoái mình ấy, kiểu thế. Ngày xem theo từ rất là lâu rồi đấy, bà chị bán cực kỳ tốt luôn. Thì cái lợi của dropship đó là như vậy, có nghĩa là tiền vốn không xoay vòng, tiền về là mình nhập bán tiếp, đâu phải ôm hàng đúng không, cũng không phải lo đóng gói đúng không, quá lợi rồi. Chứ bây giờ bảo là cái vấn đề nó khác gì so với nhập sỉ thì ok anh có 10 triệu 20 triệu anh nhập đi anh xem có bán được không đúng không. Cái câu chuyện affiliate thì ngày xưa em đã có hướng dẫn rồi, bây giờ nhé. Trên affiliate có nghĩa là làm app tiếp thị liên kết hoặc là làm cộng tác viên á, anh sai thì anh có thể chọn lại đúng chưa. Nhưng mà bây giờ ông nhập hàng về ông nhập sai một cái, có nghĩa là nhập về rồi ông mới biết rằng là nó khó bán, nhập hàng về rồi ông mới biết rằng là cái này nó không phù hợp với mình, nhập hàng về rồi ông mới biết rằng cái này nó chịu có quá nhiều thứ để mình phải suy nghĩ, là vừa cần phải bảo hành cho khách này, lỗi nhiều này, nó còn có hạn sử dụng này, nó cần phải bán đúng các cái kiểu đủ thứ luôn, rồi là nhập về mới biết rằng ấy, mình bị hớ. Tức là nhập về phát mới biết rằng ấy, là thằng nguồn nó lừa mình, giá nó chỉ là 50 thôi nhưng mà nó bán cho mình 80, mình bán không lại nổi những thằng khác. Nhưng mà lúc mà mình làm cộng tác viên thì bán rất là tốt. Anh em nào có trường hợp này chưa ạ? Ở trong đây tôi có nghĩ là có hơn mấy chục 40 người như này là có chắc chắn luôn, 40 50 người như này là có chắc chắn luôn. Nhập về mới tưởng rằng ấy, đúng không, là nhập về là ngon nhưng mà nhập về là chết, chết sặc máu luôn. Đấy là cái sự thật, chính bạn tôi bán iPhone luôn đấy anh em ạ.
và nhập về bằng cái giá bán lẻ. Mình tự tin bán tại vì mình tin tưởng là mình có cái cách bán của mình. Tức là quan điểm của em như vậy, những cái sản phẩm của mình ấy, bán ra ấy, nó rẻ hơn rất nhiều so với những cái hàng ở trong shop lớn. Thế thôi, ví dụ như cái iPhone của mình là shop lớn bán 20 triệu thì mình chỉ bán khoảng tầm 17 triệu thôi, nhưng mà thực tế nó chỉ có 15 triệu thôi. Thằng nguồn nó để lại cho mình gì, 16 triệu 500 nghìn, 17 triệu mà mình vẫn bán được, tại vì mình so với những thằng cao cấp hơn nên mình bán được tốt hơn. Còn lại sau này mình mới đi vào sâu, mình mới biết rằng trời ơi, đó giờ mình chắc mua cho nó được cả con SH thật sự luôn á, tại vì tiền lời nó siêu lợi nhuận luôn các bạn. Đó chứ không phải là những cái nhỏ nhỏ mà anh đi bỏ bao chung 40 triệu vào thôi là xác định luôn, đúng không? Ok, Hảo đây là những cái người mà chịu nhiều, đúng không? À, cái chịu nhiều những cái đau đớn ở trong cái cuộc trong cái buổi kinh doanh này rồi. Đó nên ra là nên thành ra là chúng ta ở ngay ngay ở trong buổi Zoom này cũng có những cái bạn chịu như vậy, đúng không nào? Và dropship ấy, nếu như mà cảm thấy không phù hợp ấy, thì chúng ta có thể gì ạ? Có thể thay đổi. Nhưng mà bên nhập hàng về, đúng không? Thay đổi kiểu gì đây? Có nghĩa là lên hổ, lên cái con thuyền ấy rồi ạ, là buộc phải chiến mà. Thất bại cũng phải chiến. Giống như Hảo đây thì bỏ một gì ạ? Một mớ giày luôn. Nhập hàng giày về không bán được, bỏ một mớ giày luôn. Đó, tặng phát. Hoặc là làm từ thiện, nhập áo về thì làm từ thiện. Hoặc là làm rẻ đâu nhà, đúng không? Nhập ví dụ như là nhập cái gì đó vào là toàn cái đó, thật sự là như vậy đấy. Nên ra là cái logic này nó vốn xoay vòng rất là nhanh, nó lợi ích đơn thuần, ok chưa ạ? Đó, và bây giờ nhé, có một cái chỉ một cái chút này, đúng không nào? Và cái dropship này thực tế nhé, đây nếu như mà có một cái cuộc thi ấy, xuất phát điểm là chúng ta chỉ có 200 nghìn thôi và làm ra một cái bộ blog, tôi đã kiếm tiền từ dropship từ 200 nghìn như thế nào, đúng không? Anh em mình muốn admin cho một cái case study, có nghĩa là một cái lộ trình mà với 200 nghìn để làm thành công dropship không? Bao nhiêu bạn muốn? Tôi sẽ nói cái phần này cộng với cái phần là target vị trí luôn. Chiến luôn chứ sao mà xoắn, đúng không? Cuộc sống này đúng là như vậy. Tại vì bản thân admin không phải là cái người mà có nhiều cái tài nguyên thật sự. Tôi giống như các bạn, đúng không nào? Thì giới thiệu quay lại giới thiệu một tí là mình là Quyết Đạt, admin của Forex Center, là người sáng tạo ra cái Forex Center này. Và cái Forex Center này á là cái nghề tay trái của mình. Bản thân tôi là một người làm nhà nước, và hiện tại bây giờ tôi cũng vẫn là một người làm nhà nước, ok chưa? Và cái ngày xây dựng lên và cả một hệ thống này xây dựng lên bằng cái việc mà sau thời gian mà mình nghỉ, có nghĩa là buổi tối ạ. Thứ hai á là được sự hỗ trợ của rất là nhiều người ở trên cộng đồng, cộng với là có anh em đội ngũ offline mà mình xây dựng được, nên ra là mình xây dựng thành công một cái hệ thống này. Ở đây các bạn thấy cái nghề tay trái tôi khổng khổng lồ không ạ? Thậm chí là cái nghề tay trái này có thể là có những tháng thu nhập gấp khoảng tầm 10 lần tiền lương của mình, các bạn hình dung là như thế, đúng không? Là rất là ok luôn đó. Và tại sao làm, đúng không? Đơn thuần là tôi không có tiền, ai cũng giống như nhau hết, khác nhau ở một cái là tư duy thôi, khác nhau ở một cái là cái sự tập trung thôi, khác nhau ở cái là cái sự cố gắng, khác nhau một cái là mình dám nghĩ dám làm, đúng không? Bây giờ là 200 nghìn bắt đầu từ đâu, đúng không? Trong mùa dịch này chúng ta nói rằng đấy, cái tôn chỉ mục tiêu của cái cộng đồng này tạo ra và cái nhóm này tạo ra training 5 ngày là hỗ trợ nhau kiếm tiền mùa dịch, đúng không nào? Và cái kiếm tiền mùa dịch thì chắc chắn rằng phải kiếm xuất phát từ một cái con số nhỏ thôi, đúng chưa? Và gì bây giờ đấy, tôi sẽ cho các bạn một cái case study này. Bây giờ bạn có một cái vốn ít để làm dropship, đúng không nào? Vốn ít thì mới làm dropship, nếu mà vốn nhiều thì chắc khả năng là đi đầu tư bất động sản rồi, đúng không? Hay là nhập sỉ về bán rồi, đúng không? Ngu vài lần là sẽ thông minh ra. Còn với vốn ít thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Vốn ít thì chắc chắn là đầu tư tài chính là toang rồi. Một lệnh admin vào phát là mất 10 đô, mất 200 nghìn, mất bằng một ngày lương, đúng không? Ngày hôm qua vừa toang phát là cả ngàn cả trăm đô á, có ngày là toang cả ngàn đô, 2.000 đô. Có nghĩa là tài chính là nó thực sự là tài không bao nhiêu mà chính, đúng không? Là thất bại đó, đúng không? Nên là phải nghiên cứu, cái gì cũng phải nghiên cứu. Vậy chúng ta có vốn ít, bây giờ nói rằng đó là 200 nghìn, đúng không? 200 nghìn là nó bằng như thế này, đúng không? 200 nghìn nhỏ nhỏ thôi, 200 nghìn như thế này thì làm gì để nó sinh ra 1 triệu? Không phải là việc cất đi ngày mai lấy ra 1 triệu là nó sẽ có 1 triệu đâu, nó là một cái quá trình thời gian rất là dài. Và bây giờ có 200 nghìn hoặc là 500 nghìn, đúng không? Thôi 200 nghìn thôi cho nó nhỏ. Thật đấy là có rất là nhiều bạn sinh viên có 200 nghìn và làm dropship vẫn thành công. Đây là câu chuyện có thật luôn, cũng ở trong Fori này luôn.
đúng không ạ? Đó là bạn Long Đào ở Trung, đúng không ạ? Sinh viên năm 2 ở trường Đại học Ngoại thương ở Hà Nội, và cả một bạn là sinh viên kinh tế ở trường ở Đại học Quảng Ninh. Và bây giờ là nó trở thành boss hết rồi, có nghĩa là nó tự mở ra shop rồi tự mở ra kinh doanh, tự vận hành luôn, trùm lắm, đúng không? Thì tại sao lại làm được như ngày này? Muốn xuất phát điểm thành công thì chúng ta phải nhận được cái sản phẩm, cái câu chuyện là lựa chọn sản phẩm nó phù hợp. 100.000 này á, nếu như mà chúng ta làm cái ngách nào á, như là ngách mỹ phẩm chẳng hạn, một cái sản phẩm mỹ phẩm của nó, nếu bạn không biết lựa chọn thì nó liên quan đến 100.000 thôi, thì bạn chỉ cần mua được gì ạ? Bạn mua được có hai đơn thôi là hết rồi. Nhưng bây giờ cái ngách nào để gì mình với 200.000 này mình mua được nhiều sản phẩm nhất? Anh em mình có cái suy nghĩ không ạ? 200.000 này có rất là nhiều ngách để chúng ta có sản phẩm, cộng với gì ạ? Cộng với máy tính này, cộng với điện thoại này, cộng với một cái lòng quyết tâm hết mình, 200.000 này nó sẽ thành công thật sự. Tuy nhiên đối với việc mà các bạn đây, giống như bạn Duy ở đây, xíu nữa nghe Duy nhá, xem bạn ấy có chạy quảng cáo không? Không hề chạy quảng cáo, không hề chạy quảng cáo, đúng không? Free traffic vẫn ổn đó. Còn đối với bạn mà muốn nhanh hơn thì bạn cần phải đầu tư về kiến thức, rõ ràng là như vậy, đầu tư kiến thức. Còn lại 200.000 này nó thực tế, nó khả quan không? Chắc chắn là làm được. Có những cái ngách như là ngách phụ kiện điện thoại, một cái sợi cáp của nó như thế này thôi, đúng không ạ? Một sợi cáp nó như thế này, nó rơi vào khoảng tầm 27 đến 30.000, tức là 200.000 là bạn sẽ mua được 7 sợi cáp này. Nhưng mà bạn không phải nhập hàng về, có nghĩa là bạn sẽ tìm 7 khách hàng online mua cái sợi cáp iPhone hoặc mua sợi cáp Samsung này. Mà vừa sau anh Minh đã nói rồi, cái tính xoay vòng của nó là chỉ cần 3 ngày thôi là người khác sẽ nhận được và tiền mình sẽ về trong tài khoản rồi, đúng không? Thì tức là chỉ cần bán cái dây cáp thứ tư thôi là tiền đã có những đồng tiền về đầu tiên ở trong tài khoản, nếu mà không bị bom hàng. Còn đen đủi lắm, 3 người đầu tiên bị bom đi thì gọi là lỗi và số phận, định mệnh thôi, đúng không nào? Còn lại nếu như mà biết cách thì từ 200.000 này nó sẽ biến lên 1 triệu một cách nhanh chóng. Và bản thân đẹp Minh hay chia sẻ cho bạn các cái chia sẻ cho bạn những cái mà mình hay khoe một cái cục sạc mà 200.000, cục sạc mà 200.000 á, thật sự luôn bán ở trong cơ quan của mình á, gì đâu mà khó, đúng không? Đây, mới đây luôn đấy, đấy cục sạc này với 200.000 đây này, bạn vào trên xem cái nét phụ kiện một cục sạc là bao nhiêu tiền, có phải là 50 hay là 40 mấy 50.000 không? 200.000 lời gì ạ? Lời 150, từ 50 biến thành 150 rồi. Bây giờ là làm sao để bán được cái cáp này thêm 75.000 nữa chẳng hạn, hay là lên 90.000 nữa, và đó xem một cái dây cáp bao nhiêu, và làm sao để bán được gấp 3, gấp 4 lần. Thì xíu nữa nghe các bạn ở trong này, đúng không nào? Tại sao mà mình bán không được, đúng không? Mình bán mà bán giá rẻ, lúc nào so sánh so cái gì? Giá đây là admin có cả shop luôn á. Bạn lên gõ Ascend, đúng không? Ascend Store và QD Mobile, admin có hai shop luôn á. Hai shop, mở cái shop và phụ kiện này bán shop offline luôn, bán mấy năm nay rồi vẫn chưa gì ạ, chưa hết khách hàng đó. Và bây giờ đúng không, 200.000 này đâu phải tiêu hết nổi đâu, thậm chí là không cần tiêu hết nữa, tại vì cất này đi, đúng không, 100.000 để bán cáp thôi, ban đầu chỉ bán cáp và tai nghe thôi, tại vì nó vốn nó cực kỳ nhỏ, xoay vòng nó cực kỳ nhanh, lỡ mà bị bom thì cũng không đáng bao nhiêu, được chưa nào? Đấy thì bây giờ mình có 3 khách, đúng không, bán mua 3 sợi cáp của mình, là bây giờ bán bèo 70.000 một cái là ba được 200 rồi, 201 rồi, trừ chi phí đi, đúng không, trừ chi phí ship hoặc là cộng thêm tiền ship cho cái khách hàng đó, đúng không, tối ưu ship cho cộng tác viên đấy thì bèo cũng lời được một nửa rồi, chắc chắn là rõ ràng là như vậy. Thì đầu tiên là chọn những cái sản phẩm mà có giá cốt, có nghĩa là chi phí nó thấp, chi phí thấp là một, rồi chưa nào, tính xoay vòng nó cực kỳ nhanh, hai là dễ bán, độ phủ lớn. Phụ kiện này ai chẳng có. Ở đây tôi nghĩ rằng 90% ở trong này đang nghe Zoom của tôi bằng điện thoại. Khoảng 80%, đúng không? Còn một số bạn là máy tính, đúng không? Còn lại đa phần là dùng điện thoại hết. Cơ bản là dùng điện thoại, đúng không ạ? Đấy, bom hàng thì cuối tuần có kế toán đối soát lại tiền cho mình. Ok chưa? Có kế toán đối soát lại cho bạn là bạn ơi, là bạn bị hoàn đơn mà kho đã nhận được hàng rồi. Kho nhận được hàng sẽ ghi lại số vận đơn của bạn. Vận đơn nó tương ứng với cái cộng tác viên và chuyển tiền lại cho bạn, đúng không? Nếu mà bạn lên đơn bằng app thì nó sẽ bị tốn phí giao dịch, có nghĩa là tốn phí hoàn đơn ấy, nếu mà dùng app ấy, đó thì sẽ trừ cái tiền gốc của cái giá dropship đó, giá dropship ví dụ như cái sản phẩm đó gốc 100.000, phí hoàn đơn mất 20.000 thì bạn sẽ chỉ được chuyển hoàn lại 80.000. Đấy, kho là những đóng hàng và ship đi cho bạn thôi, bạn bán bao nhiêu tùy như nào tùy bạn,
Vâng, giá dropship là như vậy và chúng tôi đã tối đa rồi. Còn là cảm thấy rằng ở trong Fori á là lúc nào cũng cao, đúng không nào? Thì ok, đi kiếm chỗ khác. Còn ở trong Fori nó lợi cái gì là ở trong Fori thì thực tế là giá rất là tốt rồi. Để cạnh tranh là thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta có thể bán PR rất là nhiều sản phẩm cùng một cái mối nữa, chứ không phải là bây giờ giả sử là như thế này này. Bán phụ kiện ở Fori, bán thời trang ở Berry, đúng không? Bán trang sức hay chẳng hạn ở Terry, đúng không? Bán gì? Bán mỹ phẩm ở Esri. Trời ơi, liên hệ với bốn kho bán bốn loại sản phẩm ngáo luôn, đúng không? Còn lại trong đây một cái chỗ này phát làm luôn 13 ngách tẹt ga luôn, có khả năng PR hay không thôi, đúng không? Đó là lý do tại sao mà cái trong này anh em mình rất là nhiều ý kiến là giá ở trong Fori cao cho bạn đi kiếm luôn, tại vì bản thân này mình là một trong những đội nhóm mà đầu tiên ở Việt Nam làm cái dropship này, nó là nhóm đầu tiên, tại vì mình không có xây dựng nền tảng để gì ạ, để cho anh em mình tiếp cận một cách nhanh nhất, có đơn phát xử lý luôn, không phải áp yết gì hết cho nó mệt, đúng không? Đấy là cái rõ ràng, đấy quan điểm của admin làm cho nó nhanh. Còn lại cái việc áp mấy chục triệu là biết là cái áp bình thường. Hai nữa là cái tốc độ phân phối của admin làm là nó thực chiến chứ không phải vẽ vời. Đấy, còn lại là mình luôn tự tin về cái vấn đề về đào tạo và training của mình, thật sự là như vậy, và đội ngũ anh em làm rất là đoàn kết với nhau. Còn lại ở các cái nền tảng khác thì chưa chắc bạn đang gặp được admin và mốt toàn những gọi là shop bot viên và những cái người mà nói chung chẳng bao giờ bán hàng để đi hướng dẫn bán hàng. Tôi thẳng thắn với anh em mình là như vậy, anh em mình cứ đi kiếm những cái ngách đi, được shop bot đi chẳng hạn đi, nó nói thật luôn, những thằng shop bot về Shopee ấy, shop bot ngành hàng của Shopee đây này, admin đang có 3-4 shop được shop bot ngành hàng của Shopee này, mình không phải nói mà để thiếu tôn trọng người ta, nó thật sự là đúng thật là những thằng chẳng bao giờ đi bán hàng ấy, lại đi dạy mình bán hàng, tại vì bản thân nó cần cái nền tảng quá lớn thôi, mà trên nền tảng đó bây giờ ngon ra ngoài đây này, nhập cáp sạc phụ kiện quần áo với bất cứ thứ gì cũng được, đây solo 11 bán sẽ hàng lớn hơn, đúng không? Không bỏ qua các cái kênh thương mại điện tử luôn, xem nào hơn, rõ ràng đúng không? Rõ ràng là thằng kinh nghiệm thằng ấy ăn Facebook được quá trời đơn này, vì khi ít khi mà lên Shopee giao so sánh, tôi chỉ so sánh với những cái thằng cao cấp hơn mình, sell phone ad đúng không, Clickbank tại sao nó bán được, Clickbank đúng không nè, Bạch Long đó, những hàng rất là lớn về trong vấn đề về phụ kiện, vấn đề về điện thoại cũ, mình bán ngang nó chứ sao phải so với thấp hơn làm gì, đúng không? Mình cũng chủ cùng mình cũng shop mà, đúng không? Lo cái gì đâu. Đấy thì cái này chưa tiêu hết 200 nghìn nữa đấy, ví dụ bán cáp không, không? Còn lại bây giờ ví dụ như là cái ngách nào nó ổn hơn, ví dụ như bạn vào trong VIPmember mà được vào chọn cái giá của áo crop top ấy, nó chỉ có 50 nghìn 60 nghìn áo crop top thôi, áo crop top đó đó admin vít 170 bán tẹt, đúng không, vít 140 bán tẹt luôn, hoặc là bèo 120 cũng phải lời hai hai lần, tức là rất là ổn luôn, ngày khoảng tầm 5-7 đơn, ngày 5-7 đơn đúng không, trên một ngách đó, nói chung là một ngày tổng tổng các kiểu được chục đơn đó, và lãi rơi vào khoảng tầm 50 nghìn một đơn, được 500 nghìn một ngày đó, một tháng được năm một được tháng một tháng gì ạ, 15 triệu, đó là rõ ràng. Còn lại tại sao mà chúng ta không làm được, tại vì chúng ta thì chưa có cái nền tảng đó, và bây giờ làm sao để target được cái vị trí kho xung quanh, có hai kênh để chúng ta có thể target được vị trí kho, thực tế là ba kênh thì chúng ta có thể target được vị trí mình mong muốn, ví dụ kho đấy ở Ninh Thuận đúng không, hay là kho đó ở Đà Nẵng, chúng ta có thể target được bán kính, chúng ta đầu tiên chúng ta xác định những cái tỉnh nào ở xung quanh Đà Nẵng, hay là những cái tỉnh nào ở xung quanh thành phố Hà Nội, hay là tỉnh nào xung quanh Ninh Thuận đó, có nghĩa là ở phía Nam thôi, đừng có ship ngược ra đúng không, ở Ninh Thuận là ở miền 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 Nam đúng không nào, mà ship ngược lại ở bên Cao Bằng Lạng Sơn ấy thì nó hơi xa, nên ra khi mà nhận được tiền ấy thì xoay vòng bốn nó chết luôn, đúng không, chết ngắc luôn, đã nghèo lại còn eo đúng không, bán mãi đâu đâu xa quá, thì bây giờ làm sao để target được đúng gần vị trí, một là chúng ta đăng ký cái kênh đúng không, là chợ tốt, trong chợ tốt nó có phần target vị trí ở ngay gần khu vực đó luôn đó, chợ tốt đó bán ở lân cận nó đúng không, ở Lâm Đồng chẳng hạn hay ở Bình Thuận chẳng hạn, bật Google Maps lên xem Ninh Thuận ở chỗ nào, có nghĩa là cái kho đó ở chỗ nào thì chúng ta bật Google lên xem các cái tỉnh lân cận, bật lên trên đó tạo một cái gì ạ, một cái chợ tốt, bán trên chợ tốt hơn thì kinh khủng luôn đấy đó, anh em nào đã bán ở trên chợ tốt chưa ạ, chưa bán chợ tốt thì hãy thử đi nha, đúng không nào, đấy là cái một cách để target được gần cái kho. Cách thứ hai là chính cái group của các bạn, cái hội nhóm, bất kể ngồi với nhau ở một cái địa chỉ kinh doanh này mình không cần biết, nhưng mà tôi dám tự tin rằng đây là
ở Việt Nam hơn 60 tỉnh thành đúng không nào? Tỉnh nào cũng có những cái nhóm group về mua bán của tỉnh đó. Nếu bạn ở Bình Dương ấy, kho ở Bình Dương đúng không? Chợ mua bán Bình Dương. Nếu bạn ở Hải Phòng thì chợ mua bán Hải Phòng đúng không? Nếu bạn ở Ninh Thuận thì luôn luôn có là chợ cũ Ninh Thuận, chợ mua bán Ninh Thuận, chợ thầu thanh lý Ninh Thuận, bất động sản Ninh Thuận. Trời ơi, tất cả ấy là từ khóa target, lấy cái nick Facebook đó tham gia vào đấy đúng không? Lấy cái nick Facebook đó tham gia vào đó. Đó, lấy cái nick Facebook tham gia vào đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là target ở trên gì ạ? Target ở trên cái kênh marketplace. Ba kênh này, marketplace có cái phần target vị trí và điều chỉnh cái vị trí đó về cái địa chỉ gần kho hoặc là cái tỉnh ở lân cận kho đấy để chúng ta gì ạ? Để chúng ta đăng bán hàng lên trên đấy thì nó sẽ target được ngay gần cái kho đấy thì cái vốn xoay vòng của chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Còn lại anh em mình bán mà ở trên các cái kênh mà nó rất là lộn xộn, nó không có gần kho đúng không, không không cần group thì nó rất là khó target, và có thể là bạn bán loanh quanh lên các cái hội chợ toàn quốc của các thứ đó thì kho ở miền Nam thì bạn bán ít sản phẩm ra miền Bắc, hoặc là ngược lại thì nó gì ạ, nó sẽ làm cho bạn ship xa hơn và cái tiền xoay vòng vốn của mình nó xa. Đó là cái cách để target đúng không, đó đó là cái cách để chúng ta khởi nghiệp đúng không, khởi nghiệp với vốn ít đấy. Ok không ạ? Mọi người nghe cảm thấy dễ hiểu không ạ? Dễ hình dung không ạ? Thấy ổn không ạ? Nếu mà hay á, nếu mà cảm thấy ổn á, thì cảm thấy ok, comment đi ạ, comment đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những cái chia sẻ đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Ok, chia sẻ của chị Chi nhé. Vậy chúng ta sẽ chia sẻ của chị Chi và các bạn khác để chúng ta học cách để là gì ạ? Để mà làm sao để bán hàng hiệu quả, để những cái người mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề về tạo ra chuyển đổi bán rất là nhiều thứ rồi và có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề marketing và quảng bá, để xem này Kim nãy giờ nó có đúng không nhá. Ok, và bây giờ là trước mắt là chị Chi nhỉ, chị Chi sẽ chia sẻ về quá trình đúng không ạ, còn cái vấn đề về quy trình làm dropship thì mình đã nói nhanh như vậy rồi, còn lại chúng ta bây giờ vào luôn cái vấn đề là anh em mình học cái kinh nghiệm của nhau, chia sẻ những kinh nghiệm của nhau. Ok chị Chi nhá, đấy là việc giờ là cái không của chị Chi đúng không, và bây giờ sẽ nghe chị Chi chia sẻ nhá. Đây, Ok, tất cả mọi người bác đã hỗ nha. trợ chị về vấn đề ship ha. Thì tiếp tục với lại mọi người thì mình chia sẻ về cái vấn đề là hình ảnh và content để cho các bạn có thể là làm trên tất cả các kênh. Như là hôm qua thì các bạn cũng học về Marketplace rồi. Thì Marketplace đó nếu mà các bạn muốn làm bài viết đăng nhiều được ở trên đó thì cái hình ảnh của các bạn bắt buộc là mỗi một cái hình ảnh đó, nó phải khác nhau đúng không ạ? Và không được trùng hình trùng lặp hình ảnh. Thì ở đây mình có một số cái ở đây mình có một số cái có thể hỗ trợ, một số cái phần mềm có thể hỗ trợ cho các bạn làm hình ảnh, ví dụ như là Canva nè. Đó, Canva thì các bạn có thể làm, đây mình có sẵn một vài cái hình ảnh mình đã làm rồi. Cái này là mình làm cho khách, dành cho khách hàng ha. Đó thì các bạn có thể thay ở đây, thay đổi về cái nền nè, cái phông nền, một số những cái này các bạn có thể thay đổi. Thì đối với lại cái marketplace á, các bạn có thể làm trên Canva thì cái tỷ lệ kích thước của nó là tỷ lệ 1:1. Cái kích thước của nó thì tỷ lệ là 1:1 và các bạn có thể dùng cái kích thước là khoảng 800 x 800, 900 x 900 hoặc là 1.000 x 1.000, nhưng mà để cho cái tỷ lệ đó nó tối ưu hơn thì mình khuyên là các bạn là nên làm cái tỷ lệ là 800 x 800 hoặc 900 x 900. Như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều, nó sẽ đỡ nặng máy hơn. Thứ nhất là nó đỡ nặng hơn khi mà khách hàng họ quét cái bài của các bạn á, họ quét cái trang marketplace của các bạn á, thì nó sẽ đi nhanh hơn khá là nhiều. Ví dụ như cái marketplace của mình ở đây. Đây, đây là cũng cái bài mà mình đã đăng nè. Đó, hình ảnh mình đã đăng ở đây nè. Đó ha. Các bạn có thể sử dụng lại những cái hình ảnh này và dùng những cái bộ khung, những cái bộ khung á, những cái bộ khung của Fori cũng được, hoặc là đây là mình sử dụng bộ khung của Fori nè. Đó, để mình làm nhanh thôi. Và hình ảnh trên Fori thì rất là nhiều luôn. Hình ảnh trên Fori thì khá là nhiều luôn. Đó, thì mình ưu tiên là mỗi một bài như vậy vừa một một ảnh thôi.
Đây, ưu tiên mỗi bài là một ảnh và lấy cái ảnh đẹp nhất, có thể lồng khung vào ha. Và ở bên này có một cái bộ content ở đây. Thì content là mình cũng lấy từ Fori thôi, trong cái bộ tài liệu á, bộ tài liệu của Newmind mình cũng lấy từ nó, thì nó cơ bản là như vậy. Ví dụ như giờ các bạn có thể tạo một cái thiết kế 800 x 800 ha. Rồi đây là mình hướng dẫn sử dụng trên Canva ha. Đó thì các bạn có thể tải một cái khung lên. Khung này mình đã tải sẵn từ trên cái bộ tài liệu của Newbie của Fori ha. Đây các bạn có thể tải sẵn một cái này lên. Đó, kéo cho vừa lên rồi mình sẽ đẩy một cái này lên. Đẩy một cái hình lên. Đó, như vậy là các bạn có thể thay đổi được một tấm hình rồi ha. Các bạn cũng có thể lên trên này, các bạn trong cái những cái thành phần các bạn có thể thêm vào một chút xíu, một số cái free ship hay cái gì đó các bạn có thể tìm kiếm ở trên Canva này. Rồi. Bạn có thể thêm vào đây những cái icon nhỏ nhỏ như thế này. Mình làm nó ở đây nó có rất là nhiều hiệu ứng, các bạn có thể tự tự thoải mái làm những cái hiệu ứng cho mình luôn, rất là đơn giản thôi các bạn. Đó, các bạn nhìn là các bạn có thể ok ha. Thì mỗi một cái như vậy là các bạn có thể làm với cái kích thước tỷ lệ này thì các bạn có thể đăng lên trên Marketplace, hoặc là các bạn có thể đăng lên trên đăng sản phẩm lên Shopee hoặc là Lazada. Đây, mình có một cái trang Shopee của mình nè. Mình sử dụng cái này là cái trang về mỹ phẩm của mình. Mình sử dụng hình ảnh Canva nè. Mình sử dụng Canva để mình làm cái này ha. Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo như thế này ha. Hoàn toàn sáng tạo một cái hình hình như thế này nè. Đó, ở trên Canva. Thì cái kích thước ở trên Shopee nó cũng như vậy thôi. 800 x 800 hoặc là 900 x 900 đối với lại những cái sản phẩm. Thì lời khuyên cho các bạn là các bạn nên làm hình vuông ha. Thì hình vuông nó sẽ phù hợp với lại rất là nhiều kênh. Đặc biệt là những kênh nào mà để up sản phẩm như Marketplace nè, Chợ Tốt nè, Shopee nè, Lazada nè. Đó. Thì trên Lazada này mình cũng có một cái Lazada mình đã có làm khung sẵn một số sản phẩm ở đây, các bạn cũng có thể xem.
đó là hướng dẫn các bạn làm khung ha, làm khung cho mình. Còn nếu các bạn muốn làm khung nhanh á thì hãy tải một cái phần mềm. Đây, đây là cái áo hôm đêm mà mình đã làm sản phẩm ở đây, cái khung nè, khung tự làm luôn, hoặc là làm với lại khung của đó. À, đó, các bạn có thể tự làm cái khung như thế này, được chưa? À, và nếu mà các bạn muốn làm một cái khung nhanh hơn á, mình không có thời gian gọi là để mà làm từng hình, thì các bạn có thể tải một cái phần mềm để làm, đó là phần mềm Photoscape. Đây, các bạn có thể tải một cái phần mềm gọi là phần mềm Photoscape ở đây, thì các bạn có thể chèn toàn bộ cái khung này, toàn bộ cái hình này vào một cái khung, nó rất là nhanh chóng luôn. Đây ha, thì các bạn có thể làm ở đây đó, mình đã sẵn là sắp vô tay. Thì cái phần mà để làm với nhiều hình như vậy á, làm một cách nhiều hình như vậy á, luôn một lần rất là nhiều hình như vậy á, thì mình sẽ ưu tiên để mà mình đăng Marketplace mỗi ngày ha. Còn nếu như mà các bạn muốn làm hình đẹp hơn thì ưu tiên vẫn là Canva. Tại vì sao? Khi các bạn làm với Canva thì các bạn có thể trang trí một cái shop. Các bạn có thể trang trí một cái shop nó như thế này, nó chuẩn ha, trang trí với Shopee thì nó nhìn nó chuyên nghiệp hơn và nó chuẩn hơn là các bạn sử dụng cái Photoscape. Photoscape thì nó chữa cháy cho các bạn khi các bạn phải làm một ngày 20-30 tấm hình đó, một ngày 20-30 tấm hình để đăng lên Marketplace. Tại vì nếu mà một ngày chỉ đăng 1-2 tấm 1-2 bài thì nó sẽ không có đủ cái lượng là độ phủ trên Marketplace để các bạn có thể ra được đơn đó. Cho nên là các bạn phải làm nhanh đó, một ngày 20-30 bài, và mình phải có một ngày 20-30 tấm hình đó thì nó mới có hiệu quả đối với Marketplace được. Thì bắt buộc là mình phải dùng những cái phần mềm mà hãy chèn khung nhanh. Còn nếu như các bạn muốn chuyên nghiệp hơn cho cái shop của mình nó đẹp hơn thì các bạn nên sử dụng cái các bạn nên sử dụng Canva ha. Xin lỗi, để mình cho các bạn xem lại. Nó chạy lâu rồi ta. Rồi đây là một cách trang trí shop ha, trang trí với lại Shopee đó. Các bạn có thể làm những cái hình ảnh như thế này, rất là đẹp như thế này ha, để đăng lên. Nó sẽ có một bộ để các bạn trang trí shop, hoặc là các bạn có thể theo dõi một cái shop phụ kiện. Các bạn trang trí lên thì nó đẹp. Mình có thể theo dõi một số cái shop phụ kiện. Mình lấy cho các bạn xem một cái shop mà mình đã trang trí hoàn
hoàn thiện luôn ha. Đây là một cái shop mà các bạn có thể nhìn vào, nó chỉ là một cái shop đấy nhưng mà cái trang trí của nó như là một cái shop Bimon luôn. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó hoàn thiện như vậy ha. Thì các bạn thấy đó là mình nhìn vào mình cảm thấy thích, thì khi khách hàng họ nhìn vào là họ đã cảm thấy được rằng một cái shop mà với cái đầu tư hình ảnh như vậy thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn như thế nào. Đúng không ạ? Thì cái độ tin tưởng nó sẽ rất là tăng lên rất là nhiều, và cái độ và khi mà khách hàng đã tin tưởng rồi thì khách hàng sẽ mua hàng, cái sự chuyển đổi nó sẽ tăng cao hơn. Đó. Đây đây là cái shop mà mình đã trang trí hoàn thiện luôn ha, shop phụ kiện đó đó. Đó là với một cái hình ảnh, thì hình ảnh các bạn có thể làm trên Canva nè. À, hình ảnh nếu mà các bạn muốn làm cho cái hình đó nó tách nền ra thì các bạn có thể sử dụng cái remove này. Thì các bạn có thể sử dụng tách nền ra. Ví dụ như các bạn có rất là nhiều ảnh và các bạn muốn thay đổi, chỉ là thay đổi cái nền thôi, không có cần phải thay đổi quá nhiều, thêm khung hay là quá nhiều, thì cái remove background này nó cũng sẽ giúp cho bạn là thay đổi được một cái tấm hình mà nó sẽ ra rất 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 là nhiều hình cho các bạn luôn. Đây ví dụ như đây. Này, các bạn thấy ha, nó tách nền rất là nhanh chóng. Và nếu như các bạn có thể tự đao cái tách nền này về và mình làm với lại Canva cũng rất là ok, hoặc không thì mình có thể thay đổi cái nền ở đây nè. Nó rất là đẹp và nó cũng rất là nhanh. Các bạn có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Ha. Nền nó ra khá là nhiều luôn. Thì những cái này là những cái mà các bạn nên có trong mình, những cái phần mềm như thế này để các bạn có thể làm hình ảnh nhanh, để các bạn có thể đăng lên trên Marketplace. Một cái tấm ảnh như thế này thôi mà các bạn thay đổi nền đi là các bạn có thể đăng được rất là nhiều bài ở trên Marketplace rồi. Rất là nhiều bài trên Marketplace rồi. Muốn chia sẻ bộ khung, ok, bạn nào muốn chia sẻ bộ khung thì liên hệ ha, liên hệ nha, chia sẻ bộ khung thì liên hệ nha. Đó, đó đó là những cái cách mà mình làm về hình ảnh. Còn nếu như các bạn muốn làm content á thì nói thật ra content thì tùy theo mỗi một cái content thì mình sẽ dựa trên mỗi một kênh. Ví dụ như kênh Marketplace thì các bạn không cần phải quá cầu kỳ, các bạn không cần phải quá cầu kỳ mà các bạn hãy tập trung vào vài dòng thôi. Đầu tiên đó là về sản phẩm của mình ha, về sản phẩm, về những cái thông tin về sản phẩm. Dĩ nhiên thông tin đó, đối với hình ảnh quần áo giày dép thì nó sẽ đơn giản hơn. Còn nếu như mà bạn nào bán về mỹ phẩm, về mỹ phẩm hoặc là thực phẩm chức năng thì các bạn phải lưu ý những cái thông tin đó, nó sẽ hạn chế về bản quyền liên quan tới thương hiệu, rồi những hạn chế liên quan mà làm cho người ta nhầm tưởng cái đó là thuốc ha. Đó thì các bạn cũng phải hạn chế. Đó thì cái thông tin đó thì các bạn chỉ cần những cái dòng gọi là thông tin về sản phẩm, cái cam kết của shop của bạn như thế nào, và những cái hashtag
những cái hashtag nó rất là quan trọng, thì các bạn sẽ cần những cái hashtag đó. Và các bạn sẽ cần những cái hashtag đó để mà khi mà khách hàng họ tìm kiếm những cái từ khóa theo cái hashtag đó thì cái bài của mình nó sẽ nổi lên, sẽ được ưu tiên hiển thị. Một bài trong cho bài trong Shopee cũng như vậy, Shopee cũng như vậy luôn, thì nó cũng sẽ chia làm ba phần như vậy. Đó là cũng chia làm ba phần như vậy, đó là thông số về cái thông tin về cái sản phẩm, những cái cam kết của shop, những cái cam kết của shop và những cái hashtag của cái hashtag cho cái sản phẩm đó, để mà hashtag này nó sẽ tối ưu được và nó tăng cái độ hiển thị khi mà khách hàng họ tìm kiếm những cái từ khóa liên quan tới cái sản phẩm của mình, và trong cái sản phẩm của mình đã gắn cái từ khóa đó bằng cái hashtag rồi. Kéo khách hàng về trang hả? Tùy theo cách của mình muốn kéo khách hàng về trang nào, trang fanpage hay là trang gì. khi mà bạn muốn kéo khách hàng về trang, tại vì á ở trên marketplace này nè, các bạn nhìn thấy trên marketplace này nè là nó đã có rất là nhiều rồi, và nó tự động nó phân phối rồi, và quan trọng là bạn có làm được cái hình ảnh của bạn đẹp hay không, và cái content của bạn có gây được cái sự thu hút, cái sự tò mò hay không. Ví dụ như là một cái hình rất là đẹp như thế này mà bảo là thanh lý rồi hoặc là sale off hay như thế nào đó, là đó thì những cái tiêu đề là mình phải dịch tiết rồi đó, thì khi mà mình đăng lên như vậy thì khách hàng họ tò mò, họ bước vào họ xem, và nếu mà họ cảm thấy ok họ sẽ inbox cho mình. Đây là những cái inbox của trên trang Facebook của mình này, rất là nhiều luôn. Nhiều lắm ha. Thì trên marketplace là nó đã free rồi, quan trọng là các bạn làm hình ảnh và content, và cái vị trí các bạn gắn, cái vị trí các bạn gắn lên để nó hiển thị nó có thuộc vào cái vị trí mà tối ưu hay không, rồi bài viết hình ảnh nó có đẹp hay không, bài viết đã tối ưu về cái content, nó đã tối ưu hay chưa, nó đã xúc tích hay chưa, nó đã dịch tiết hay chưa, và nó đã chuẩn SEO hay chưa đó, thì nó còn phụ thuộc những cái vấn đề đó. Còn khi mà mình muốn gọi là một cái trang fanpage cũng vậy, khi các bạn làm một cái trang mà các bạn trang trí đẹp lên, làm cho nó chuyên nghiệp như thế này đi. Đó, các bạn làm cho nó đẹp, mà ngay từ cái khi bước vào là các bạn đã nhìn thấy được cái sự chuyên nghiệp của cái trang rồi á, thì các bạn có thể tự tin các bạn PA lên tất cả các kênh luôn, các kênh khác luôn, thì các bạn kéo được nè. Cái này là tự nhiên nha, số tự nhiên chứ cũng chưa có kéo người đâu, chưa chạy quảng cáo gì hết nha, hoàn toàn chưa chạy quảng cáo gì hết. Đây là những cái hình ảnh mà mình làm trên Canva. Rồi ok. Bài tư vấn, nếu mà nói về bài tư vấn thì các bạn sẽ có một cái buổi riêng. Khi các bạn đã làm xong hết rồi, các bạn đã có inbox rồi, thì lúc đó sẽ có một cái buổi về nói về bài tư vấn. Thì trong 5 ngày học này các bạn sẽ có một cái buổi các bạn học về tư vấn được không ạ? Thì ngày hôm nay là mình chia sẻ về hình ảnh và content. Tiếp nối với mình sẽ là bạn Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao mà tối ưu được với lại fanpage, và chia sẻ cho các bạn cách tối ưu fanpage được không ạ? Sẽ có bài hướng dẫn về sẽ có một cái bài hướng dẫn, yên tâm là sẽ có cái bài hướng dẫn về tư vấn cho các bạn, một buổi luôn sẽ nói về cách tư vấn cho tất cả các bạn luôn.
Và mình xin phép kết thúc cái phần chia sẻ của mình ở đây và nhường mic lại cho Duy sẽ nói cho các bạn về cái vấn đề là làm sao tối ưu được trang và group ha trên Facebook. Rồi Duy ơi, chị nhường mic nha. Dạ dạ. Rồi, xin chào các bạn nha. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn chat mình cho biết các bạn có nghe rõ không? Ok. Thì mình xin giới thiệu mình là Duy. Mình hiện tại đang làm relationship với Forest Center và hiện làm mod của Forest Center. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp nối với chị Chi, thì sẽ chia sẻ về sale ha. Về sale marketplace và fanpage đi. Đây là cái các bạn có thấy mà mình chia sẻ màn hình không ạ? Các bạn có thấy màn hình không các bạn? Rồi ok, thì trước tiên thì mình nói về marketplace đi ha. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái bài này. Thôi. Hơi đã mất rồi. Đây. Thì đây là cấu trúc để của một bài đăng sản phẩm chuẩn sale trên marketplace các bạn. Thì các bạn có thể ghi chép vào vở ha. Thì ở đây một bài đăng sản phẩm lên marketplace chuẩn sale thì chúng ta sẽ có 6 yếu tố ha. Thì phần hình ảnh thì nãy chị Chi đã có chia sẻ cho mình rồi. Thì hình ảnh đẹp mà thật nét nè, có viền. Ủa, các bạn có thấy hình ảnh không? Các bạn có thấy à, đợi cho mình xíu nha. Đây. Đó, các bạn có thấy chưa? Rồi các bạn có thể ghi chép rồi ha. Thì mình nói lại là cấu trúc của một bài đăng chuẩn SEO trên marketplace thì nó bao gồm 6 yếu tố như thế này. Một là hình ảnh sản phẩm, thì hồi nãy chị Chi cũng đã có chia sẻ về cách làm ảnh rồi, thì ảnh nó đẹp thì sẽ thu hút được khách hàng và có viền để chúng ta có thể đăng nhiều sản phẩm cùng một lúc mà không bị trùng lặp. Về thứ hai là tiêu đề hot và hip trực tiếp. Về thứ ba là để giá. Về giá bán á, thì các bạn có thể để 0 đồng hoặc 1 đồng. Đó, để khách hàng có thể tò mò và nhắn tin inbox. Về thứ tư là về mô tả, thì mô tả ngắn gọn và xúc tích. Thứ năm là về thẻ hashtag ha. Thì về thẻ hashtag thì có các từ khóa liên quan. Và thứ sáu là thẻ sản phẩm có từ khóa liên quan. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một bài cách đăng rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây là hình ảnh về vụ kiện ha. Đây, như mình nói là thứ nhất là hình ảnh phải đẹp và có khung viền đó. Đây, thứ hai là về tiêu đề. Đây là phần tiêu đề, có các tiêu đề trực tiếp đó. Về giá bán thì các bạn có thể để giá cũng được, và như theo mình thì để 0 đồng. Về hạng mục thì
nó liên quan đến điện thoại di động thì các bạn có thể để hay là điện thoại di động. Về tình trạng thì mình để là mới nha. Về mô tả thì đây là một đoạn mô tả ngắn thôi. À, có lặp lại từ khóa nè. Từ khóa của mình là tai nghe iPhone XS Max Sin. Thì ở đây sẽ lặp lại một từ, một câu như vậy. Sẽ lặp lại một từ khóa. Và trên tiêu đề sẽ lặp lại một từ khóa. Đó. Và trong thẻ HTTP vẫn có thể lặp lại cái từ khóa liên quan. Như đây nè, tai nghe iPhone XS Max. Đó. Tai nghe iPhone. Đó. Về thẻ sản phẩm thì các bạn có thể để các từ khóa liên quan như vậy. Và các bạn về target vị trí như AD này, AD bước đầu có nói là về như kho của mình là ở Ninh Thuận ha, thì sẽ target ở các tỉnh gần Ninh Thuận, thì mình có thể target vào ngay Phan Rang, Tháp Chàm, và cũng có thể là target ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Nó lắc thế. Lắc quá. Xin lỗi các bạn nha, máy mình rất lắc đứng. Nếu mà lắc thì cứ nói tiếp đi kìa. Không, không dạ. Phải lại cứ nói tiếp. Cứ chia sẻ tiếp mấy thôi được. Thì như các bài của Duy anh em mình á, bây giờ bạn nào đang dùng máy tính hoặc điện thoại á, bạn vào chỉnh lại cái marketplace ở vị trí Đà Lạt á, gõ là tai nghe S7 thì sẽ thấy các cái bài của bạn Duy đang ở top 1 nha. Khi mà làm đúng thì chắc chắn là nó sẽ lên top, và lên top thì nó sẽ cực kỳ nhiều inbox luôn. Đó, thì cái phần chia sẻ của Duy về phần marketplace này, Duy là một trong những bạn làm rất là tốt về vấn đề marketplace này. Và hiện tại thì cái kho thời trang ấy, nó đang bị đứng thôi, đúng không ạ? Nên ra là bạn chuyển qua bán phụ kiện, thì trước giờ bán phụ kiện với admin và bán thời trang rất là nhiều. Thế thì cũng rất Duy chia sẻ những cái kinh nghiệm về bán chọn lựa ngách sản phẩm của mình. Nói chung máy lag quá thì chúng ta cũng không cần phải sale, tại giờ nó lag lắm, đúng không lag quá anh ơi. Ok, không cần đấy đâu. Bây giờ mình nói luôn, giọng nói vẫn ok là được, đúng không nào? Ok, tắt mấy phần chia sẻ đi cho đỡ lag. Rồi chia sẻ thấy không? Ok nhé. Thì về kinh nghiệm thực chiến thì mình mới đầu vào, các bạn có thể sẽ xác định được sản phẩm của mình. Thì mình trước tiên trước khi mình vào thì mình kinh doanh về phụ kiện một thời gian, cũng được vài đơn. Cũng được một số đơn nhất định, và về sau này thì mình khi có ngách thời trang thì mình sẽ đã bắt đầu vào ngách thời trang. Về chọn sản phẩm thì mình nên chọn một vài sản phẩm chủ chốt và
mình xem ở trên cái lượng tồn kho nó còn nhiều quá, thì mình cứ như thế mà để sản phẩm, lấy sản phẩm nó đi bây giờ. Về phần về thời trang thì bán ở đâu cũng được, nhưng mà mình có thể lên Google Trend, các bạn có thể search như là các bạn muốn bán áo khoác hay các bạn muốn bán áo thun, thì các bạn có thể lên đó search và tìm kiếm các tỉnh nào có lượng tìm kiếm từ khóa đó nhiều, thì các bạn đăng trên market và target thì vị trí của cái tỉnh đó. Đó là một cái và một cái tốt để các bạn có thể biết được khách hàng đang ở đâu và tỉnh nào đang đang có nhu cầu mua, thì các bạn có thể đăng trên market. Và về phần market thì các bạn đăng tối đa một ngày thì 2 đến 30 bài, chia ra thời gian đăng như hôm qua chị Hảo đã có chia sẻ. Và về fanpage thì mình không có chia sẻ được cái màn hình nên mình không có thể chia sẻ với các bạn được cái fanpage này. Nó mình để rất là nhiều trang, nó lag quá. Để mình chia sẻ lại xem. Và đây là cái phần bên fanpage của mình ha. Thì ở đây mình có tạo một cái fanpage là áo crop top nữ body. Và cái shop của mình Fashion Trend Shop. Thì mình cũng có một cái trang web tên cùng tên như vậy. Các bạn có thể search trên Google ha. Và ở đây cũng có một cái shop cùng tên như vậy. Thì về fanpage này thì mình có thể đăng bất cứ cái gì về sản phẩm cũng được, mà về các tin tức để thu hút khách hàng, để thu hút các traffic về đây đó. Về lượt người tiếp cận thì cũng rất là nhiều. Và ở đây mình sẽ, ở đây cái trang fanpage này chưa có chạy quảng cáo hay là BR, chỉ BR trên Free Traffic thôi. Thì ở đây là cái trung tâm trong tin nhắn này. Về một phần hồi nãy có bạn, để mình xem hồi nãy có bạn Nhâm Văn Thành nó hỏi có về cách kéo khách hàng về trang hiệu quả, thì các bạn có thể tham gia nhóm, cái trang nó có thể tham gia một cái nhóm, hoặc là cái bạn cái nick Facebook của bạn tham gia nhóm, các bạn có thể share vào các nhóm đó. Đó thì đây là, ở đây mình có 2 tin nhắn mà hiện tại thì có thể chút xíu mình sẽ import cho họ. Thì ở đây là một các bạn thấy mình cái trang này nó rất là nhiều inbox nè. Đó, đây là không có chạy quảng cáo bất cứ cái gì luôn. Đó. Chỉ là mình chia sẻ cho các nhóm thôi. Đó. Thì đây cái phần mình sẽ nói sao về cái phần
Marketplace ha. Về về một câu một, một bài viết chuyển sale trên fanpage thì các bạn cũng có thể làm tương tự như phần về market. Các bạn có thể để nó chủ yếu là về các từ khóa và hashtag thôi. Ví dụ như một bài ở đây. Ở đây một bài bài để mình xem bài nào chưa chia sẻ. Đây một bài mình chưa chia sẻ nè. Đây một bài áo crop top. Ví dụ như áo crop top buộc chéo dây body sexy ha. Thì ở dưới đây có thể để là áo crop top nè, áo crop top body nè, là mình đang sale từ khóa của cái tên fanpage của mình. Đó, về fashion teen hay là áo crop top body fashion teen là mình đang sale về cái shop của mình. Đó, và đây các bạn tham gia nhóm thì các bạn có thể chia sẻ vào một nhóm nào đó. Ở đây mình có thể chia sẻ vào các nhóm như là quần áo dây dạy học sinh, vì cái sản phẩm này là thuộc cho những bạn teen. Các bạn có thể đó là một cách để các bạn biết sở thích hành vi của khách hàng. Các bạn có thể chia sẻ nơi đây. Đó, áo thun. Các bạn có thể chia sẻ nhiều vào như này, có thể là khách hàng họ sẽ thấy bài của bạn. Ở đây là mình chưa có làm hình ảnh về nhiều, mình chỉ lấy hình ảnh của bên link của kho thôi. Và đó là phần về fanpage ha. Thì mình xin trở lại về phần marketplace. Thì mình đến cái vị phần hồi nãy mình nói về vị trí á, thì mình bán như kho ở Ninh Thuận thì mình có thể để là Phan Rang. Phan Rang Tháp Chàm. Đó. Về target ở đây mình target từ 20 đến 10 đến 20 km thôi. Đó, và đây mình tiếp tục. Và mình đó là về một phần bài đăng chuẩn sale ở trên marketplace ha. Đó. Đây đây mình có đăng rất là nhiều, hồi đó mình đăng ở cái nick này là mình đăng bài áo áo khoác thôi, còn cái nick kia mình đăng bên phụ kiện. Cái này mình làm để hướng dẫn các bạn thôi. Thì ở đây nó có một cái bột bộ lọc nè, các bạn có thể trên đây và target nè. Đây mình target 20 km, các bạn có thể là target 5, 10 hoặc là 20. Đó. Thì target như vậy có thể tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Đây Đà Lạt 10 km, đây có rất là nhiều bà ha. Và các bạn có thể search về tai nghe Samsung S7. Đó. Thì mình cái nick kia mình đã sell lên được 3 bài đứng top. Và về cấu trúc như hồi nãy mình đã nói là về phần mô tả thì cũng ít làm dài dòng quá. Đó. Đây là nick của mình. Về hình ảnh thì các bạn đã xem và đã biết rồi. Và đó là phần chia sẻ về cách sell marketplace và fanpage, cách thu hút khách hàng trên fanpage. Các bạn có câu hỏi về
Đầu ship hay có câu hỏi gì để hỏi mình để trả lời, để mình trả lời. Các bạn có câu hỏi gì không mà? Có thể đăng được nhiều bài trên Marketplace hả? Thì cách đăng được nhiều bài trên Marketplace thì các bạn có thể sử dụng tool thôi. Thì tool Marketplace trên Free là có ha. À, về tool thì các bạn có thể sử dụng nhiều nick. Forest. Này. Các bạn có thể sử dụng phần mềm trên này. Các bạn có thể tải về và sử dụng. Tool này có giá bán hết các bạn. Các bạn có thể xem bên này ha, Fordy Software là phần mềm về Auto Marketplace. Các bạn có thể đăng nhiều bài cùng một lúc và trên nhiều tài khoản. Đây thì hồi xưa mình hồi trước mình có sử dụng tool, nhưng mà vì do máy mình nặng quá nên lúc về không có sử dụng nữa. Bây giờ chỉ là mình gia hạn các bài cũ thôi và mỗi ngày đăng các bài mới. Đó. Đây là toàn những hình ảnh mình làm không. Khi mình có đâu chuyện đâu. Bạn Huỳnh Đại Lộc ha, thì hồi nãy AD đã có nói rồi mà là mình tải cái app về, sau đó mình tải app giao hàng tiết kiệm về, sau đó mình lên đơn và mình in cái mã đơn, hoặc là các bạn để cái mã đơn của khách hàng á. Các bạn gửi cho fanpage và các bạn chuyển khoản tiền drop ship cho admin và nhân viên check đơn sẽ check đơn cho các bạn và gửi cho kho. Kho sẽ đóng gói cho bạn và giao cho nhân viên giao hàng sẽ đến tận kho để lấy. Đó. Thì đây mình có các đơn đã hoàn thành hết rồi. Thì mình đang tạm dừng bên thời trang, đây là các đơn thời trang thôi. Đó là phần về giao hàng tiết kiệm ha. Giao hàng tiết kiệm sẽ đến lấy tại kho nha các bạn. Các bạn một một ngách sẽ có một cái địa chỉ, và các bạn sẽ gắn cái địa chỉ đó vào cái app giao hàng tiết kiệm của mình. Thì một trên cái app đó có thể để nhiều nhiều địa chỉ khác nhau. Thì bây giờ còn ai có câu hỏi gì không? Ok, các bạn có cái câu hỏi nào muốn đặt cho bạn Duy đúng không ạ? Như vừa sau mình thấy là cái fanpage của Duy rất là hiệu quả đúng không ạ? Các bài của Duy ở bên này admin vừa chia sẻ đó, nó được lên top ở trên khu vực Đà Lạt đấy các bạn. Nên ra là khi mà lên được top như vậy á, người khác kiếm được là vô cùng nhiều đơn luôn á. Lên top là phải lấy một cái nick khác, vừa sau là nick của admin kiếm á.
tai nghe S7, ví dụ như là có ai đó mà kiếm tai nghe S7 ở khu vực Đà Lạt là sẽ thấy bài của Duy, và Duy được lên top đầu chắc chắn là sẽ được nhiều inbox với cái hình ảnh và cái content như vậy, thì chắc chắn là bán được hàng rồi. Chắc chắn là khi mà làm đúng chính xác 1 tuần thôi là chúng ta sẽ có được đầu tiên đấy. Cứ làm thật là chuẩn về hình ảnh, về content như vậy, thì làm bài bản như vậy thì chắc chắn là nó sẽ ra kết quả thôi, đúng không ạ? Và như là Duy thì làm thời trang với admin thì ra rất là nhiều đơn, phụ kiện điện thoại ra rất là nhiều đơn, và em còn thấy cái ảnh của Duy làm có đẹp không ạ? Các bạn cảm thấy cái ảnh có chuyên nghiệp không ạ? Đây hồi nào chiều mình làm cái logo cái logo cái tai nghe giống như mèo ấy. Về không ạ? Admin còn cảm thấy đẹp nữa nên ra nhiều khi mà mình nhìn thấy những cái ảnh như vậy mình muốn mua ngay lập tức luôn ạ, đúng không ạ? Ê, thì bộ khung á, thì ảnh á, thì trong Free nó có một bộ tài nguyên, thì trong đó có tất cả các bộ khung này và kèm theo là những kèm theo là những kiến thức của đội ngũ mod và admin đã soạn sẵn và có sẵn content. Các bạn nếu các bạn mà có nhu cầu tham gia nhóm coaching thì các bạn có thể nhận được. Mình sẽ chia sẻ về một chút kiến một chút về kinh nghiệm thực chiến ha. Thì trong mình có một cái web, một cái web tên là Chi Nguyễn MMO á, các bạn có thể lên search Google từ khóa này có thể xem được web của mình và fanpage của mình và YouTube của mình. Ở đây mình có một bài về chia sẻ về kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm thực chiến. Bài này được bảo vệ nha các bạn. Các bạn có thể inbox cho mình có thể mình sẽ đưa key cho các bạn xem. Thì ở đây mình chia sẻ rất là thực chiến và rất là sát luôn. Đó. Ở đây có video hướng dẫn đăng bài nữa nè. Đây là phần hồi nãy mình đã nói. 6 yếu tố để sell market online. Đây là phần đơn của mình. Đó. Phần đơn về kết quả. Đó. Về khung giờ đăng bài. Đó. Về phần mình nói về phần bộ tài nguyên đó, thì các bạn có thể xem tiếp thêm các bài về coaching tem ha. Coaching tem. Ở đây có bộ bộ tài nguyên, bộ tài nguyên thì bao gồm bộ content đăng bài nè, với nhiều các ngách như thời trang, phụ kiện điện thoại và ví da, túi sách và 25 tiêu đề hot hit để đăng marketplace và Shopee. Đó. Về hướng dẫn Facebook marketplace, hướng dẫn Facebook marketing là về Facebook cá nhân, cách bán hàng trên Facebook cá nhân, về bán hàng trên Instagram và hướng dẫn Shopee về cách tạo tài khoản Shopee, tạo shop và cách đăng shop chuẩn SEO tối ưu. Đó. Và nhiều tài nguyên khác. Đó. Đây. Bộ tài nguyên thì có phí tham gia nha các bạn. Phí là đây. Các bạn còn có thể có cơ hội tham gia một khóa học là dropship thực chiến của admin Quốc Đào ha. Ở đây mình có chương trình rất là chi tiết về cách cách đăng ký, và các bạn đăng ký thì có thể liên hệ với mình hoặc là admin ha. Các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả của Duy kinh khủng lắm Đây đúng không là ạ? kết Cái đây vấn là đề kết của quả này. đây là một ít thôi chứ không thể chụp hết được. Em mình biết là Đây chụp là đây là được. một cái sản phẩm mà mình rất là tâm đắc này. Một cái áo hoodie phối màu thôi là bán rất là nhiều luôn. Đây là inbox các bạn có share xem. Đó. Đơn. Đó, đây là những kết quả đây. Inbox đây.
Đó, đây là những kiến thức mà mình đã tham gia tem coaching của admin. Đó, các bạn có thể inbox cho mình hoặc là admin để tham gia, có cơ hội tham gia ha. Và ngoài ra các bạn có thể có nhận được một cái giá, để xem cái giá đầu ship về phụ kiện và giá về giá drop ship về phụ kiện, và nếu mà thời trang mà không có bị dịch này á, thì các bạn còn một cái giá rất là dữ dằn hơn nữa. Ở đây mình đây bảng giá thời trang các bạn, để mình xem các bạn giá thời trang. Giá thời trang về ở đây các đặt cái bảng giá thời trang về chuyên chuyên ngách rồi, chuyên ngách rồi, về phụ kiện đi, đây là bảng giá phụ kiện nè các bạn. Đây là giá về phụ kiện ha. Các bạn nếu mà tham gia tem các bạn có thể nhận được giá này, một tai nghe 39.000, đó, một sợi cáp, để xem một sợi cáp bao nhiêu nha, một sợi cáp 37.000, một sợi cáp của các dòng Android còn rẻ dữ nữa. Đây 20.000 thôi. Các bạn có giá này các bạn có thể sử dụng được nhiều chiến lược về giá và nhiều chiến lược về mua và tặng. Đó, mình sử dụng cái chiến lược mua và tặng rất là nhiều. Về bên thời trang mình bán hai áo thì mình tặng một cái túi hoặc là một cái nón, đó khách hàng rất là thích. Và giá thì mình bán lời khoảng 70.000. Và về phụ kiện thì các bạn nếu mà ai chưa em hiểu về nhiều về phụ kiện thì các bạn có thể bán về giá lợi ích thôi. Trước kia mình như mình đã có nói là hồi trước mình làm trước khi đến dropship thì mình làm bên trước khi vào thì trước đây thì mình không có biết cái gì về bán hàng online hay là kinh doanh online hay là cái bất cứ cái gì về marketing là mình không có biết. Đó, chia sẻ với các bạn vậy đúng không? Mình là một mình là một người nói chung là rất là tèo ấy, không có biết cái gì luôn á. Thì mình bắt đầu tìm hiểu và biết được admin hướng dẫn làm exchange để đó bán được một cái đơn exchange bên Shopee mà bán cái vòng cổ dây chuyền á, mà lời chỉ có 10.000 thôi. Và vẫn vẫn BR nha các bạn. Ngày xưa vẫn làm rất là nhiều. Bây giờ mình còn lưu cái fanpage đó luôn. Cái fanpage vậy cái đơn ở đó mình có làm. Thì giờ còn sau này thì mình admin sẽ có shop về điện thoại với phụ kiện. Thì hồi xưa shop admin có nói là bảo là bán iPhone với admin. Admin cũng hướng dẫn bán iPhone và cũng chốt được vài vài cây. Thì cũng một sale đó cũng được một hai được mấy trăm nghìn đó mà mình quên. Ở đây mình chia sẻ với các bạn này. Các bạn xem nè, một cái fanpage mà không có lượt thích và cũng không có lượt chia sẻ luôn, nó không có lượt theo dõi luôn. Các bạn xem có chốt đơn được không? Mình rất là mắc cười. Một cái fanpage mà không có gì hết, chỉ có một bài hai bài đăng thôi. Đây. Đó. Rất là mắc cười. Đó, chốt đơn được luôn. Mà nó phải một áo đâu. Năm áo. Đó. Bán nhiều khi mình bán mình thấy rất là bất ngờ. Rồi mình chia sẻ tiếp về cái quá trình mình đi theo admin ha. Thì
mình đi mình bán về iPhone và máy tính. Thì hồi xưa là để chỉ bán về như cộng tác viên thôi, thì admin đưa cái giá nào thì bán ra giá đó. Rồi tiếp theo sau này mình bán về phụ kiện, admin có kho phụ kiện nhập về rất là nhiều, rồi sau đó chia cho anh em như là nhập về mỗi người lấy 1 triệu tiền hàng về, người 2 triệu tiền hàng về mà bán thực chiến đó, mà bán trên các kênh về như Chợ Tốt và Get It đó, bán cũng rất là nhiều. Rồi sau này mới bước sang làm dropship. Ở đây hiện tại thì mình đang quản trị 2-3 cái web nha các bạn. Thì hồi nãy là web mà Duyên Nguyễn Em Mau rồi, còn một web nó là Fashion Teen ha. Đây các bạn xem Fashion Teen Shop. Đây là cái shop cũng được admin và anh Nhất hỗ trợ để làm đó. Mình cũng không có quan tâm về giá bán trên Shopee hay ở đâu, mình cứ bán theo giá của mình đưa ra và theo giá của cái bảng giá, vì mình đang tham gia nhóm chuyên ngách nên giá mình cũng rất là ưu đãi đó, mình bán giá như thế này đó. Và một cái web tên là Thích Học Kinh Doanh, hồi xưa mình làm web này đầu tiên thì cũng có chia sẻ nhiều cái kiến thức ở trên này. Thì có web, các bạn có thể làm web để làm affiliate. Các bài viết các bạn có thể gắn link affiliate vào đó, sau đó các bạn chia sẻ hay BR cái web đó lên, hoặc là sell top nếu có khách hàng á, khi tìm kiếm được các từ khóa và xem được các bài của bạn, các bạn có thể được tiền affiliate. Đó là cái công dụng của web. Và web về blog về cá nhân của mình thì có thể BR được cái profile của mình về mình làm kinh doanh, mình làm bán hàng, mình làm marketing đó, thì như vậy đó. Hiện tại thì mình đang mình bán phụ kiện thôi, chứ dịch giả thế này kho trên quận 12 nó ngừng hoạt động rồi, mình cũng không biết phải làm sao. Các bạn bạn Thắng à, bạn hỏi về có thể chia sẻ về cách tư duy làm hình ảnh đẹp hả? Thì mình thấy đẹp là mình đẹp làm đẹp thôi. Về Canva, Canva này mình có đăng ký bên Canva Pro nên có thể sử dụng các cái tách nền. Hoặc các bạn nếu mà các bạn sử dụng trên điện thoại ha, thì mình các bạn có thể tải về cái phần mềm Photo Room. Các bạn tải về phần mềm đó. Đây để mình chia sẻ cái mình chia sẻ cái màn hình thôi. Đây phần mềm này Photo Room ha. Đó. Đây là hình các hình ảnh nè, bạn xem ha. Giờ mình lấy hình này đi. Đó, nó tự giờ cắt hình nền cho các bạn. Đó. Cái này mình cũng vô tình mình kiếm được thôi.
Nó có rất là nhiều luôn. Đó, bạn thấy sao? Hay quá ta, cái này hay nè, cái này mới nè, không biết đâu nha. Em cũng mới biết em như em lên cái xe lay á, cái em tìm rồi đó. Ở đây đẹp Cách ra như này pro vậy vậy đấy. nhưng mà nó có, ví dụ như mình tải về cái nó có cái gì nè, Photoshop nè À, nó có cái đấng dính đó. logo đó, phải mua bản Dạ quyền mới mất đúng đúng rồi, không? đúng rồi, đúng rồi, nó có cái bản quyền của nó Ừ, đó, ta. đó là Ok, các bạn thấy cái buổi chia buổi bài mình chia sẻ của Duy hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Mọi người thấy chia sẻ của Duy như thế nào ạ? bạn có thể tải về nha, các bạn tải tải về xem. Và nếu mà các bạn có nhu cầu mà tham gia nhóm coaching á, thì các bạn có thể nhận được cái này, hay mình chia sẻ cho bạn xem cái phần mềm tải ảnh ghép khung cảnh, cái các bạn có thể ghép cũng rất là nhanh. Ồ, các bạn còn câu hỏi gì cho mình không? Các bạn cứ hỏi nha, mình sẽ trả lời nha. Nè, các bạn xem cái phần mềm này nha. Đây là cái phần mềm có thể gắn các ghép khung ảnh nè. Cái phần mềm này thì khá là kinh khủng các bạn ạ. 1 phút là gắn trăm hình cũng được. Khá là Này, vãi. ví dụ như mình sử dụng bên áo hoặc nãy đi, áo hoặc nãy đi. Ngày xưa mình bán cái áo này nè, rất là nhiều. Tầm tầm 4 cái thôi, chụp cái cung là được rồi. Yeah. Này. Đó. Và mình tiếp tục là bên action. Đó, các bạn thấy không không? Các bạn có thể trên này, các bạn đây là một bộ, thấy không? Các bạn có thể thấy là bộ quà tặng nè của phía member chuyên ngách đó, Khung này đẹp, khung này chuyển đổi cao này, rất là nhiều khung đó đó. cái khung của bản lớn ấy, nó sẽ lách được AI tốt hơn, với cả Đúng rồi, nó đúng đẹp rồi. hơn. Cái ngày xưa ấy, em sử dụng cái này là em đăng market và gì đăng tool auto quá, nên mạng sử dụng hết tờ hết trơn mấy cái này rồi. Bà vậy em mới làm mấy cái khung, ngày xưa mình làm mấy cái khung viền rất là ngộ Làm đi, mình chạy khung luôn cho anh em xem nó chạy như à. Đây đây đây, thế nào. Đấy, khung khung to ấy, làm chục khung đi. Đấy. này à. Thôi được, rồi, làm Đó, đó, đang xem. và các bạn Cái này hay ao lắm. Cái này nhìn khá là tâm đắc đấy. Cái này, đội này là đội mốt ở ngoài Hà Nội mình chỉ ấy, chứ đâu phải đơn giản đâu. Đội đó chuyên Shopee nó chỉ tool. Tool này hay quá chừng luôn. Đợt đó nhưng mà mấy hắn không biết marketplace mình chia sẻ, mấy hắn share cho mình. Ôi trời luôn luôn, làm phát đăng quá trời. đây mình tải một cái tá cái folder về ha. Đó, đây mình đồ select folder và cover nè. Đó, nó tải về nè. Bốn ảnh ha. Các bạn vào xem lại. Rồi luôn. Folder 2. Đâu rồi? Đây, bốn ảnh đó. Kéo kéo cái này xuống, kéo cái màn hình này xuống sao lát người ta. Hình như em chưa Ừ, chia sẻ cái này kéo xuống, kéo đứa kéo lấy xuống, kéo đây xuống. Kéo cái phần mềm này xuống, tắt đây đi đây không? đây 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 đó, đó là đã xong. Và các bạn có thể gán
rất là nhiều ảnh, bật một cái hình lên xem nào kia, bật một 100 cái hình lên ảnh các bạn cứ xem được. Tôi này lấy à? Cái này thì mình cũng đã bỏ ra rất nhiều để tham gia. Đó, các bạn thấy xem thế nào. Đây là xem. hình ảnh farm. Nãy mình có quên một cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng về sale ha. Là các bạn nếu mà sử dụng máy tính, các bạn có thể đặt tên ở trong này. Đặt tên lại đúng với cái từ khóa mà các bạn sale marketplace. Thì như đây là áo khoác hoodie. Áo khoác hoodie phối màu. Đó. Đó là bốn ảnh. Như vậy là các bạn sale tất tần tật trên marketplace luôn. Nó một chi tiết nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng. Đó. Rồi. Các bạn còn câu hỏi nào cho mình không? Tốt này hả? Tốt này trả phí hay free? Bạn bạn Linh Duy hay gì nè? Bạn tham gia chuyên ngách đi sẽ nhận được. Chuyên ngách thì các bạn có thể được nhiều giá. Giá để sử dụng các chiến lược về giá, các chiến lược mua tặng, rồi các chiến lược về nói chung là rất là nhiều. Về trong cái chuyên ngách đó, thì các bạn có thể học được rất là nhiều về kiến thức. Tham gia nhóm chuyên ngách thì bạn có thể liên hệ cho admin hoặc liên hệ cho mình và tham gia thôi. Tham gia thì nhóm nó có phí nha, phí cũng khá là cũng khá đó. Với cái thời điểm dịch này thì mình cũng, nếu mà các bạn muốn vào một cái nhóm là nhóm coaching tiếp đó, thì giá nó rẻ hơn. Còn các bạn muốn học về digital marketing digital thì các bạn có thể tham gia nhóm về tham gia nhóm coaching này. Vì cái nhóm coaching này là các kiến thức về digital rồi, đa kênh rồi. Còn đa kênh mà định nói chung là chuyên sâu, còn còn VIP mà coaching tem á thì nó cũng là một cái nhóm chuyên chuyên sâu nhưng mà không bằng. Nó cũng có những kiến thức cơ bản như này. Hoặc các bạn nếu mà các bạn chưa có thể tham gia thì các bạn có thể xem các cái chia sẻ của mình nãy giờ đó, thì cũng có thể chắc chắn là sẽ ra đơn. Nếu các bạn làm nếu các bạn làm thường xuyên đăng bài trên Marketplace thường xuyên, mình chắc chắn là 1 tuần hoặc là 2 tuần các bạn sẽ có được inbox, có được kết quả. Đó, đó là phần chia sẻ của mình. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một đứa em mà tên là Phượng ha. Thì bây giờ Phượng em có thể chia sẻ tiếp với anh Okay, cảm ơn cái chuyện chia sẻ Duy nhé, và bây giờ chúng ta sẽ dạ. nghe cái chia sẻ của Phượng nhé. Và Phượng cũng là một trong những người rất là nhiều kinh nghiệm đúng không ạ, tuy mới vào sau thôi nhưng mà tôi nghĩ rằng là về trước ấy, rất là nhiều kinh nghiệm và chốt được rất là nhiều đơn, cũng không thua kém là Duy là mấy đâu đúng không? Tuy là bạn ấy về sau thôi nhưng mà là một sự cố gắng rất là nhiều, thực sự là rất là nhiều và tuyệt vời luôn á. Em mình cùng nghe chia sẻ của Phượng nhé, một mẹ bỉm sữa chính hiệu luôn đấy. Ok, tuyệt vời lắm. Ok, tuyệt vời. Đấy rồi, một phần chia sẻ Duy hôm nay hay quá nha. Đó, nhiều bí quyết quá mình chưa bao giờ chia sẻ, thật sự luôn là ngày hôm nay Duy là ngày đầu tiên, lần đầu tiên bạn Duy bạn lên chia sẻ tút tip cho anh em ấy. Đó là lý do tại sao mà bạn ấy bán được nhiều đơn như vậy á, đúng không? Có nhiều đơn mà thấy tính ra trong Fori nhiều cao thủ quá mà, nhưng mà anh em không có lên chia sẻ đâu biết được là cao thủ như thế nào đâu, đúng không? Cao thủ đang làm như vậy kinh khủng đấy, khá đấy. Ok nhá.
Em cảm ơn admin và anh Duy nha. Xin chào mọi người ha. Mọi người nghe rõ em nói không ạ? Rồi. Rõ nha em. Rồi. Lần đầu tiên thì mình cũng giới thiệu qua về mình ha. Thì mình là Bích Phượng, cũng là một thành viên của trong nhóm Forey Center. Và hiện tại năm nay là mình 21 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Lâm Đồng ha. Thì mình đang là một mẹ bỉm sữa và cũng là một sinh viên của năm 3 của ngành năm 4 rồi của ngành kế toán của trường Đại học Đà Lạt. Mình tham gia Forey thì nếu mà tính ra tham gia thì cũng khá lâu, từ tháng 5 năm ngoái cơ. Nhưng mà thực khi mà bắt đầu làm việc chính thức làm việc và tập tành buôn bán với The Dropship này á thì là khoảng gần Tết. Để tính đến nay thì cũng được 8 tháng rồi. Thời gian đầu thì mình cũng không có tham gia thôi. Mình cũng không có làm gì, cũng không có đoán hoài tới cái kiểu là không quan tâm tới cái vấn đề drop như này. Thứ nhất là mình kiểu tìm hiểu thì cái kiểu mà mình sinh vừa là sinh viên năm đầu mà lấy chồng thì thứ nhất là chưa có tiền, thứ hai nữa là mình đang làm một mẹ bỉm sữa ở nhà thì phụ thuộc thì nó cũng kiểu là phụ thuộc của cái quán tạp hóa nhỏ ở bên gia đình chồng thôi. Cái tất cả chi tiêu sinh hoạt á, đều là phụ thuộc, cái thời điểm sinh bé thì là thời điểm phụ thuộc vào gia đình nhà chồng hết, không có nói chung là mình không có cái đồng riêng nào. Thì tới trong cái khoảng thời gian mà bé nhà mình bị viêm phổi thì có nhập viện và bé phải nằm viện trong bệnh viện khoảng hơn tháng, gần tháng rưỡi tháng, thì cái tiền mà chi phí viện phí các thứ cho bé rất là nhiều. Thì đến khi mà mình về nhà thì cũng chỉ là tình cờ mình có nghe được một buổi chung của admin Quyết Đào này cũng chia sẻ về các kiến thức về dropship cơ bản, về các vấn đề vận hành đơn, ra đơn như thế nào, và cũng giống như là nãy admin chia sẻ cho các bạn vậy. Mình cảm thấy cũng rất là hay, cũng là khá thú vị, và đặc biệt là admin, một người mà mình rất là kính trọng. Giống như là kiểu có một cái duyên nào đó đấy các bạn. Tại vì ngày trước á, trước khi mình đi thi đại học á, thì là admin là một cái chủ tốt và có là một cái chủ hướng dẫn cho mình về cách thi đại học, con thi đại học ha. Thì cũng thông qua đó thì mình biết admin đấy trước đấy rồi. Thì cái sự tin tưởng mà khi mà mình làm drop á, admin đứng lên là nói thì đã có tin tưởng rồi, thì cũng coi như là thầy rồi ha. Từng là thầy của mình rồi, nên là cái tiền tin tưởng này cũng khá là nhiều. Mà trong cái thời gian mình hoạt động Forey á thì nó không có cái nhóm cơ bản như này cho các bạn. Tất cả là mình tình cờ, và mình lướt lại trên cái tin nhóm của các nhóm tổng á, thì mình thấy các anh chị nói ra đơn về market play rất là nhiều. Thời đấy thì mình cũng hơi ngại về cái việc hỏi, kiểu mình còn hơi rụt rè và ngại ngùng về cái vấn đề chia sẻ hoặc là hỏi han á. Nên là mình tự mò và mình có thấy cái market ở lên trên cái Facebook của mình ạ, khá là nhiều. Thế là mình bắt đầu mình mò, mà mình không phải là đăng theo cái chu trình hay là quy trình gì cả. Mình đăng theo kiểu quán tính. Mình đăng theo cảm tính thôi. Mình đăng thấy các anh chị đăng cái chụp cái tiêu đề làm sao thì mình cũng bắt chước mình đăng theo thôi, chứ mình cũng không biết là nội dung thầy hát tan thì đều không có. Nội dung thì có thể sơ sài về kích thước một tí hoặc là cái gì một tí, nhưng mà thầy hát tan thì hoàn toàn không. Và mình sẽ, cũng không biết về cách mà có nên thay đổi vị trí bán hàng không, mình cũng không hề biết luôn. Mình kiểu cứ đăng theo quán tính thôi, và cũng nhờ cái đợt đấy Tết đấy cũng hên là mình bán được đơn hàng đầu tiên là túi sách. Mình nhớ cái túi sách đó mình bán với giá là 205.000, coi như là mình lời được 100.000 ạ. Hai cái là lời 200.000. Rồi đến tiếp theo thì mình kiểu có mấy đứa nhóc gần nhà thì mình thấy cái khu thời trang, cũng tình cờ thằng đó nó mặc cái áo, thằng nhỏ đó thì nó mặc cái áo thun phản quang, thì mình mới hỏi là em mày mua cái áo thun đấy bao nhiêu, kêu em đi lên mua 150.
thì mình thôi mày mua 150 thì thôi tao bán mày 140 chẳng hạn, thì mày kêu bạn bè gì đấy mình bán đi rồi tao bớt ro. Thì đó đó là cách mà mình biết đến với marketing đầu tiên khi mà tiếp cận với Fori. Sau một thời gian nữa thì mình cũng khi mà có đơn hàng đầu tiên á, tất cả những cái mà mình kho mình biết á, thì không có gì, không biết một thứ gì hết, từ cả việc lên đơn hàng đến báo đơn hàng, hay là việc lên đơn làm sao, vận chuyển làm sao, hay là kích thước như thế nào, giá như thế nào, để giá như làm sao trên cái app giao hàng tiết kiệm, mình không hề biết một vấn đề gì. Và mình lại nhắn tin với admin, mình hỏi từng tí một luôn, từ cái lên đơn làm sao, anh ở báo đơn làm sao, mã đơn, lúc đầu mình còn báo đơn về admin cơ, mình cũng không có coi mấy cái link nữa, kiểu mình xong bắt đầu sau đó thì admin mới chỉ dẫn cho mình dần dần. Cái đơn đầu tiên á, đơn hàng đầu tiên á, mình mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, mất cả một buổi chiều luôn chứ, để lên cho cái đơn hàng đó. Sau đó thì bắt đầu mình mới về cái vấn đề mà mình bắt đầu, sau đó thì mình có tìm hiểu qua một tí về các vấn đề về marketplace. Thường thường á, thì giống như hôm qua chị Hảo đã nói với các bạn là các bạn nếu mà đăng thông bán thông thường á, thì các bạn có thể đăng theo các khung giờ vàng, từ 7 giờ đến khi mà giờ người ta nghỉ ngơi khi các bạn đi làm á, thì thường thường mình sẽ đăng vào trong tầm khoảng là từ 5 cho 5 bằng cái giờ vàng đó, thì mình sẽ đăng từ 5 bài ha, trung bình trong một ngày mình sẽ đăng 20 bài. Và đợt đấy thì mình cũng không hề biết cái vấn đề là target vị trí, mà mình hỏi target vị trí là cái gì, tại sao cần phải target vị trí. Nhiều bạn nhiều cái vấn đề mới chung như này là thường thường các bạn sẽ có để cái vị trí đầu tiên là các bạn sẽ để vị trí thường thường là vị trí mặc định đúng không ạ, không đăng bài thường thường các bạn sẽ không thay đổi vị trí của nó đó. Thì mình mới hiểu là 10 bài thì mình không biết làm khung hình ảnh mình không hề biết một bất cứ thứ gì luôn, không biết một thứ gì hết. Mình đăng ảnh xong đến lúc mà đăng đến bị tăng nhiều quá đến bị trùng lặp hình ảnh á, thì mới bảo hình như là đăng nhiều quá, lúc đó mình không biết là mới bảo là chắc mình đăng nhiều quá hay sao mà mình bị không cho đăng nữa. Thì mới hỏi ra vấn đề là mỗi lần mà bài đăng của marketplace ấy, thì các bạn phải có cái vấn đề là các bạn phải phải tạo ra những cái hình ảnh đẹp, giống như nãy chị Chi và anh Duy chia sẻ với mọi người á, là mọi người cần phải có những cái hình ảnh đó. Thứ hai nữa là mọi người phải có cái tiêu đề hot và cái nội dung, hay còn gọi là cái content ha, và rồi cái thẻ hashtag, rồi cái thứ tự là cái quan trọng là mọi người phải tìm được cái vị trí. Nên là mọi người nên để những cái vị trí khác nhau. Ví dụ mọi người đang được 10 bài sản phẩm giống nhau á, thì các bạn có thể để cái 10 bài đó, 10 bài 10 sản phẩm giống nhau thì 10 vị trí khác nhau chẳng hạn. Thì nên chọn những cái thành phố lớn hoặc là những nơi mà đông dân cư, như là tập trung ở những cái quận huyện hay là thị trấn chẳng hạn đó. Cái thứ hai nữa các bạn thì có thể là random lại cái kích thước vị trí chẳng hạn, cái bán kính vị trí á, thường thường á mấy bạn sẽ để cái bán kính rất là cao, rất là to, tầm 80 đến 90 km chẳng hạn, thì mình á, thường thường sẽ để tầm 5 km hoặc 10 km để cho vừa cái vị trí bán kính của nó, cái vị trí để tiếp cận khách hàng được nhiều hơn và cụ thể hơn. Rồi đến cái phần mà khi mà các bạn đã có cái điều chỉnh được cái kích thước rồi đúng không ạ, thì mình sẽ có cái phần mà giống như là nhiều bạn sẽ có hay cái kiểu là đăng bài, nhiều bạn hay nhắn tin với bạn mình là ở đăng bài trên marketplace như vậy á, thì nó tốn quá. Marketplace như vậy á, thì nó thứ nhất là quá mất nhiều thời gian, nhiều bạn hay nhắn tin mình là không tập trung được thời gian này, hoặc là mất nhiều thời gian về làm hình ảnh hoặc là đăng bài các thứ chẳng hạn đó. Thì mình cũng nói luôn là
cái công việc nào á thì chúng ta cũng phải mất công thời gian chúng ta xây dựng, đúng không ạ? Cũng phải mất công mà chúng ta làm thì mới có kết quả, chứ không có cái nào là trái ngọt hết. Giống như các bạn làm vườn chẳng hạn, thì các bạn có trồng cây ăn trái thì các bạn cũng phải mất công, các bạn chăm sóc cây thì mới có cái quả để các bạn ăn, đúng không ạ? Thì khi mà làm với dropship này, bán hàng như này cũng vậy, các bạn phải chịu khó đăng bài, hoặc là đăng thì các bạn nên đăng thường xuyên. Ví dụ một ngày các bạn đăng tầm 20 bài á, thì các bạn nên đăng đều đều, ngày nào các bạn cũng đăng, vì có thể là để tiếp cận khách hàng, thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái lượng tiếp cận của khách hàng sẽ ổn hơn, và cái sản phẩm của các bạn sẽ được đẩy lên, chứ không nhiều. Bây giờ cái marketplace được gọi là kênh free traffic, đúng không ạ? Kênh free traffic nên là rất là nhiều người biết tới. Nếu khi mà các bạn lười á, các bạn chỉ đăng 1-2 bài, hoặc là một ngày, một tuần thì các bạn chỉ đăng được có tầm 5-10 bài á, thì làm sao tiếp cận được khách hàng, đúng không ạ? Cái thứ với lại á, nhiều người đăng nữa. Marketplace thì là kênh free mà, nên là thường thường vài giờ thì sẽ có những bạn khác đăng bài lên, thì sẽ có cái bài của các bạn sẽ bị đẩy xuống và nó sẽ không có hiển thị lên được. Nên các bạn cần phải chăm chỉ về cái khoản này. Rồi đến cái khi mà các bạn bán hàng trên marketplace thì các bạn cũng có thể nhân bản, nhân bản bài đăng lên. Nhân bản là sao ạ? Nhân bản có nghĩa là các bạn có thể sử dụng nhiều nick để đăng bài, sử dụng nhiều nick để đăng bài, và nên để cái sản phẩm của mình á, nên kiểu đăng kiểu ứng dụng trong kiểu một tuần. Có nghĩa là sao? Thì các bạn có thể hiểu một tuần đó có nghĩa là gì, là tìm hiểu về cách các thị trường ha. Giống như bây giờ có thể là thời trang và phụ kiện điện thoại, các bạn có, nếu mà các bạn chưa biết là mẫu nào đang hot, hay là mẫu nào được giới trẻ, hoặc là mẫu nào các bạn ưng ý, thì các bạn có thể đăng những cái mẫu sản phẩm đó thử nghiệm một tuần trước, nếu mà vừa ý các bạn ạ. Các bạn hiểu kiểm tra là ở cái bài đó, cái bài đăng đó, cái sản phẩm đó được mà bạn view nào cao nhất, được cái view nào nhắn tin nhiều nhất, thì mình sẽ ứng dụng cái phần đó nhiều hơn ha. Rồi thì đối với market, giống như nãy thì mình cũng nói là do tại sao mà mình không biết gì, thì trong một thời gian đầu thì mình có tham gia cái nhóm coaching giống như anh Duy nói, đúng không ạ? Thì trong đó mình học được rất là nhiều thứ luôn, không phải là từ bắt nguồn là trong khi đó khung ảnh thì mình không biết làm rồi. Bộ ảnh về các chỉnh sửa ảnh thì mình cũng chỉ biết chỉnh màu các thứ thôi, chứ mình không có biết thì vấn đề nhiều quá. Thì mình tham gia cái nhóm coaching này thì nó cũng trong thời dịch thì cũng khá là ok, tại vì nó có giá chỉ có là 699.000 thôi, thì cũng là gọi là cũng ổn. Tại vì lúc đầu mình tham gia mình làm dropship chỉ có 200.000 thôi, là mình do mình xin mẹ để làm drop. Sau này thì mình bán đơn được đó, mình dồn dồn vô thì mình cũng có kết quả. Và trong cái khô nhóm coaching đó thì mình được thứ nhất là mình được có bộ khung ảnh này, rồi sau đó mình có các bộ ảnh của cái nhắc thời trang, và mình có được là sẽ có cái hướng dẫn về Facebook marketing, rồi là hướng dẫn về làm Shopee đó. Và có cả content luôn nha, content mẫu cho mọi người tham khảo. Lúc đầu mình cũng không biết viết content nó như nào, và mình còn bảo content nó phải có những cái gì, mình không biết gì hết mà. Nên ra mình có vào trong đó có một cái mẫu content nha. Rồi là xong rồi sau đó thì các bạn sẽ có được cái tài nguyên team, giống như là có nhóm Facebook này, rồi có group live chéo của các bạn, và có, mà đặc biệt nhất là có cái ebook khởi nghiệp của các admin chỉ dẫn cho các bạn ạ. Rất là hay. Thì sau đó một thời gian nữa bắt đầu thì mình bán được ổn định hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình có một cái khoản tiền mà gọi là cái khoản tiền nó gọi là tiết kiệm ạ, là 19 triệu. Thật mình nhắn tin với admin mà em có tiền tiết kiệm này 9 triệu luôn, admin mới bảo ở đâu ra đấy. Mình còn nhắn tin với admin như thế. Thì mình mới kêu là do mình bán hàng rồi mình tích cóp lại.
mình vừa mới ra ngân hàng luôn, là mình chụp hình mình gửi lại cho admin cái đó. Nó sau một dần khoảng thời gian nữa thì mình có tham gia một cái nhóm gọi là VIP member. VIP member thì trong đó mình học những cái khác nữa, chuyên sâu hơn một tí, giống như là về các hoàn chỉnh hơn, về từ làm hình ảnh cho đến về Facebook rồi fanpage ha, rồi đến Shopee. Nói chung là các bạn sẽ học được hoàn chỉnh tất cả những cái trong đó. Và cái thứ nhất là được cái lợi thế là các bạn sẽ được cái lợi thế là về giá. Về giá nó cũng sẽ ổn định hơn và có khả năng bán hàng tốt hơn khi mà các bạn tham gia cái nhóm VIP member đó. Và mình không thời lúc thời gian sau mình tham gia VIP member á thì đơn hàng cũng ổn. Mình chạy rất là nhiều về vấn đề market play, một ngày của mình á là 20 cho đến 30 đơn hàng. Và cái thứ hai nữa là không phải là mình chỉ chặt hàng của trong Fori không đâu. Đến cái mùa tháng 7, tháng 6 này Lâm Đồng á, nhiều bạn ở Lâm Đồng thì biết có cái mùa này, mùa sầu riêng và mùa bơ đúng không ạ? Và nhà mình nữa là có kiểu vựa chuối á. Đây là mình chạy hàng trên Marketplace bán bơ, bán chuối và sầu riêng. Thì đơn hàng cũng khá là ổn luôn, ngày nào mình có đăng hình lên á là tầm 2 tạ cho đến 3 tạ một ngày. Ngày nào cũng đều 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 đơn hết á. Xong bây giờ thì mình có đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem thành quả của mình ha. Đây. Đây này, đây thì mình cũng có đơn hàng vừa đây, vừa nhắn tin đây. Giống như là cái áo đen mình đang nhắn đây này, thì làm bạn này thì bạn đặt 6 cái áo ha, và một cái áo thun của mình giống như giá của drop đúng không ạ, là 69.000 một cái áo thun bình thường á, thì mình bán 105 và miễn phí ship, có nghĩa là một áo mình lời được 30, một áo mình lời được 30 39.000 và hai áo mình lời được 200 mấy rồi đúng không ạ? Đây này, đây mình sẽ cho các bạn coi kết quả của mình ha. Đây là ở đây mình có đăng luôn này, các dòng tiền của mình rất là đều ha. Lúc đầu là 500 ngàn đúng không ạ? À, 500 rồi đến 565 ngàn có cả. Đó. 1 triệu ha. Và trong mấy cái tháng này đổ lại gần đây là 800 cũng có này. Đó. Cái này là mấy tuần nào mình cũng đăng nha. Tuần nào khi mà mình có cái tiền hoàn tiền trả về từ Shopee, từ app giao hàng tiết kiệm á, là ngày nào mình cũng đăng lên nha. Đó. Và trong mấy tuần gần đây nhất thì có thời điểm cao nhất của mình á là có đến 10 triệu trên một tuần nha. Đó, 1 triệu này mấy bạn có thể thấy là 1 triệu, 5 triệu này. Đó, 7 triệu cũng có nha. Đó. Là mình thu về thôi nha. Cái này là 7 triệu thật nhưng mà mình thu về có 6 triệu 9 nè. Đó, và cái tuần này là tuần vừa rồi là mình thu được 10 triệu. Đó. Và đơn hàng của mình bán nếu mà nguyên ra riêng ra mình thì cũng có một cái shop gọi là offline ha, và đơn hàng của mình đi khá là ổn hàng cho khách luôn. Đó. Cũng cứ đều 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 vậy. Tất cả những kiến thức mà mình có được á thì là mình do mình học từ Fori. Đó, thì cái khi mà mình hoạt động được như vậy á thì đơn hàng cũng ổn định hơn đó, nên là mình quyết định thì mình sẽ có một cái khi mà lượng hàng ổn định rồi á thì mình bắt đầu áp dụng vô là mình nhập hàng về mình bán ha, giống như nãy mình cho các bạn coi ha. Mùa dịch này là khó, mùa gọi là khó khăn ha, nhưng mà các bạn thấy á là mình có ổn định rất là nhiều, tiền về rất là đều đều đều
nên là tuần nào cũng có, không phải là tháng mà cái này là giao hàng tiết kiệm tuần nào cũng gửi về hết. 1 triệu cũng có đó, nếu như các bạn thấy từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, có tháng có tuần thì là 6 triệu, 7 triệu ha, tuần vừa rồi thì là 10 triệu cũng có. Khi mà các bạn không chỉ là học trong những cái kiến thức cơ bản này của Forim, các bạn có thể bán đơn lẻ đâu, mà mình cũng có thể trở thành nhà sĩ ha. Sĩ cũng rất là nhiều. Mình đấy là cái những đơn hàng mình chỉ tính, mình chỉ tính từ mình bán hàng trên Marketplace và Fanpage thôi, và Facebook, chứ mình chưa nói về các sàn Shopee ha, cái dòng tiền đó. Đối với Facebook á, thì mình thì giống như hôm qua chị Hảo nói với các bạn về vấn đề làm Facebook á, thì mình nên đăng những cái vấn đề liên quan về hoạt động bán hàng của mình ha, như là quần áo này, những hoạt động vui vẻ một tí, cuộc sống đời thường của các bạn, giống như là các bạn hay có điều gì vui trong ngày hôm đó chẳng hạn, hoặc là các bạn được đi du lịch những đâu đẹp, cảnh đẹp chẳng hạn đó, hoặc là đơn hàng này, tin nhắn chốt của khách hàng, rồi feedback của khách hàng khi mà khách hàng cho mình những cái nhận xét tốt về sản phẩm của mình, thì mình có thể đăng lên đó, hoặc là hàng đi cho khách và những cái dòng tiền đó. Khi mà khách hàng, đối với những cái khách hàng mà khi mà các bạn bán trên Facebook á, họ nhìn vào họ thấy á, là bạn này bán hàng ok này, hàng tốt chất lượng này chẳng hạn, đơn hàng đều đều đi, bán hàng đều này, thì họ sẽ tạo ra được một cái là sự tin tưởng của khách, của bạn, của shop các bạn đối với khách hàng ha. Còn những mà đối với những cái trang Facebook mà các bạn nhắn tin mà kiểu đăng tin mà kiểu buồn 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 ấy, hay là những cái tin mà nó không được vui lắm chẳng hạn, hay là những trang cá nhân mà các bạn đang bán hàng mà không có liên quan gì đến sản phẩm hết á, thì thứ nhất là chưa, khách hàng nó chưa chắc có cái sự tin tưởng của các bạn tuyệt đối vô cái sản phẩm, đúng không ạ? Đúng rồi, tiêu cực thì không có ổn, nên là cái gì mình cũng về cái rồi có những cái feedback từ khách hàng thì sẽ có ổn định hơn. Thì họ thấy là mình bán á, thì bạn này bán hàng ổn định ok này, chất lượng đẹp này, thấy khách khen quá trời này, thì họ sẽ đến khi đấy họ, khách hàng họ sẽ ưng, đúng không ạ? Ưng cái sản phẩm của các bạn đó. Thường thường trên Marketplace thì là các bạn cũng hay tò mò về cái khi mà có khách nhắn tin, đúng không ạ, thì các bạn cũng tò mò là khách hàng của mình nó mua như thế nào, đúng không ạ? Thì thường thường là mình, như mình á, thì khi mà có khách tới thì trước tiên là mình sẽ chào hỏi khách trước và gửi mẫu sản phẩm cho khách hàng lựa, đúng không ạ? Rồi mình sẽ có cái kiểu là mình sẽ đăng nhập, mình kích vô xem trang cá nhân của khách hàng như thế nào đó. Thì đối với khách hàng thì cũng như vậy thôi ạ. Khi mà khách hàng nhắn tin mua đồ cho các bạn thì khách hàng cũng sẽ xem trang cá nhân của các bạn có những cái gì liên quan đến sản phẩm hay không, hoặc là những cái hình ảnh sản phẩm gì khác không đó chẳng hạn, như thế thì họ cũng nói là trang cá nhân cũng sẽ lưu lại trong tâm trí của khách hàng khi mà các bạn bán hàng ha. Và trước khi đó, khi mà các bạn tư vấn khách hàng tốt nè, hàng khi mà khách hàng nhận hàng đẹp á, và tư vấn khách hàng nhiệt tình á, thì sẽ được lưu lại trong cái tâm trí của khách hàng và tạo được cái điểm nhấn hay là cái điểm tốt đẹp đối với khách hàng, và khách hàng họ sẽ không ngần ngại để kết bạn với các bạn hoặc theo dõi các bạn trên trang cá nhân đâu ha. Và khi mà mua được á, giống như mình nè, mình bán được một sản phẩm được đối với các bạn, bạn khách hàng đó một lần rồi, và mình tư vấn khách hàng rất là ok, chăm sóc khách hàng rất là tốt, đến khi lần 2, lần 3 bạn đấy cũng nhắn tin và mua hàng của mình thì cũng nói chuyện qua lại, thì bạn ấy cũng đây là lần thứ, đối với bạn đấy thì đây là lần thứ 3 bạn ấy mua hàng của mình rồi, nên là cái tư vấn và chăm sóc khách hàng rất là quan trọng để quyết định một phần nào đó là khách hàng có quay lại mua đồ đối với các bạn hay không, và
cũng được gọi là tạo niềm tin tưởng của đối với khách hàng vô shop và vô sản phẩm của các bạn đang bán. À. Đó. Đó là những cái mà mình chia sẻ đối với các bạn ha. Tại vì những cái trước thì chị Chi và anh G đã nói rồi. Nên là giờ bạn nào có hỏi gì thì mọi người có thể nhắn tin vô đây thì mình sẽ giải đáp ha. Các bạn cảm thấy cái buổi chia cái Zoom chia sẻ hướng dẫn của Phượng hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Hay toàn cái bạn làm rất là tốt ở trong Foreign chia sẻ những cái kinh nghiệm thực chiến của mình. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Nếu mà tuyệt vời thì comment này để lần sau các bạn lên chia sẻ tiếp nhé, có động lực chia sẻ cho mình nhé. Vừa xong là chia sẻ rất là kỹ luôn đó. Đó, và Phượng là một trong các bạn mà thực sự là admin đang rất là cảm thấy là một bạn làm rất là tập trung, hai nữa là có những cái sự chịu khó, có cái tư duy và một chút gì đó mình cảm thấy đáng tự hào đối với một cái member của mình. Đó, và có những cái sự trưởng thành rất là tốt. Thật sự là tất cả các bạn ở trong đấy không có ai là người chuyên về marketing thẳng thắn luôn đó, đúng không ạ? Như Phượng đây là mới 21 tuổi, là sinh viên, nó lại bỉm sữa nữa. Rồi là như Duy là một bạn làm công nhân bình thường. Chẳng ai ở trong đây không có ai là một người chuyên nghiệp, không ai là một người có gọi là trình độ về marketing hoặc là bán hàng gì hết, bắt đầu từ con số 0. Chính vì vậy là chúng ta, tất cả các bạn ở trong đấy đều có những cái cơ sở và xuất phát điểm như nhau. Căn bản là chúng ta có làm, chúng ta có dám làm và chúng ta có chịu khó làm hay không, đúng không? Và có rất là nhiều câu hỏi và có rất là nhiều cái sự hoài nghi, đúng không nào? Và có rất là nhiều cái lý do để chúng ta từ chối cái sự thành công. Bản thân thành công là nó ngang nhau, nó ngang quyền, nó tất cả mọi thứ nó đều có sự trả giá đó, và ai làm thì nấy được. Đó như là cái vấn đề về Phượng chia sẻ cho các bạn, đó là những kiến thức mà thời đấy là admin đã trải qua rồi. Chúng ta bán được hàng, chúng ta đăng lên những cái điều tốt đẹp, chúng ta bán được hàng, chúng ta đăng lên những cái feedback về bán hàng của chúng ta. Những người khác phía sau người ta nhìn thấy mình bán hàng tốt, người ta lại ủng hộ thêm. Và cứ như vậy, cuộc sống kinh doanh của mình nó phát triển, ngày càng phát triển lên. Có lẽ chúng ta làm mà chúng ta không có show, chúng ta không có chia sẻ, thì chúng một là chúng ta không có động lực, trước mắt là chúng ta không động lực hả? Đúng không? Hai là bên ngoài người ta cũng chẳng biết là mình làm gì. Cái điều này là một điều vô cùng nguy hiểm cho cái quá trình mà cuộc sống của mình, và xác định mình làm kinh doanh, xác định mình làm kiếm tiền online, mình phải chia sẻ cái điều gì, chia sẻ chính cái điều mình đang làm. Và chúng ta ngại, thật sự đấy là chúng ta ngại, chúng ta chẳng có gì. Bản thân admin ở đây, tôi là một trong những nhân viên văn phòng mà chúng ta rất là ngại vấn đề về sự va chạm với Facebook. Tuy nhiên rằng là nếu như mà không làm thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái gì hết. Cuộc sống mà chỉ để ngại thì chúng ta sẽ mất tất cả đấy các bạn. Vì sao ạ? Tại vì chúng ta không định vị được mình ở trong bản, không định vị bản thân mình ở trong cuộc sống này là ai. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta không có màu sắc của mình. Như tôi chẳng hạn, tôi có màu về, ví dụ như là màu về marketing, hay là màu về bán điện thoại. Đó, hay là màu về bán hàng online, về kinh doanh online. Nói thẳng thắn là như vậy luôn. Và chúng ta bây giờ chúng ta biết xác định cái màu của mình là gì, đúng không? Bán hàng không dám đăng, bán được hàng không dám thể hiện, đúng không? Có kiến thức cũng không dám nói mình có kiến thức gì. Đây, chúng ta có cái gì trong tay? Chẳng có gì hết. Vốn không, tiền không, mối quan hệ không, kiến thức không, khả năng không, rồi là cái nhận diện thương hiệu của mình cũng không, đúng không? Không có cái gì thì bây giờ chẳng có gì cả, cho tới khi mà chúng ta phải làm. Đây là cái bạn Phượng ở đây là một người admin cảm thấy rằng, cảm thấy có hình ảnh của mình trong đó một góc độ nào đó, như là vừa sau admin đã nói rồi, là đáng tự hào về member của mình. Đó là cái mà thật sự luôn ở trong đây, kể cả Duy, kể cả chị Chi, hay là tất cả các bạn ở trong cái nhóm này, kể cả VIP member, special team hay là watching team, đây là một ví dụ điển hình. Tôi không phải là nâng bi hay là kích lệ bạn Phượng, đúng không nào? Đó, đây là cái mà tôi muốn truyền đạt ở trong các cái khóa training qua hướng dẫn của mình. Thật sự, các kiến thức này là kiến thức căn cơ nhất.
và chỉ cần hiểu, chỉ có làm được, chỉ có người làm được thì mới hiểu cái mà người làm được đã trải qua như thế nào. Bản thân tôi bán được mẫu điện thoại, tôi đăng feedback lên để giao hàng, tôi bán được một cái bộ phụ kiện, tôi đăng feedback lên để giao hàng, người khác thấy à định vị ông này, thằng này nó có cái điện thoại này, thằng này có cái phụ kiện này, có cái khách hàng này, người ta mua của nó này. Thế là khi nào người ta, đúng không, người ta không đi hỏi những người khác mà người ta coi mình là bạn, người ta sẽ hỏi mình trước. À, tôi thấy bạn bán cái đó, không biết là bây giờ là có cái tư vấn gì không, ít nhất người ta hỏi tư vấn. Ừ, mình cũng trả lời sẵn sàng thôi, mình tư vấn cho họ là bạn không cần phải mua của tôi, nhưng mà tôi sẽ tư vấn cho bạn một cái giá hợp lý nhất, tại vì tôi là cái người biết giá gốc, giá nhập, giá sỉ, là người ta cảm thấy tin tưởng đúng như là cái gì mình đã nói. Thì cái cây này, cái sản phẩm này có thể người ta chưa ủng hộ mình, nhưng mà sản phẩm sau người ta sẽ ủng hộ. Đó là cái định vị của mình ở trong cái cuộc sống này, đúng không? Hãy hỏi mình xem bây giờ mình là gì, cái màu của mình ở trong cái cuộc đời này là gì, cái màu của mình trong cái công cuộc kinh doanh này là gì, hay là hay nói cách khác là cái vai diễn ở đây là mình là gì, đúng không? Chúng ta có gia đình, chúng ta có vai diễn là làm cha làm mẹ, ở trong làm giáo viên làm công nhân chúng ta có vai diễn là như vậy, ở trong kinh doanh chúng ta phải có vai diễn của mình. Và chúng ta không có màu, chúng ta không có vai diễn, chắc chắn là thất bại, đấy là điều đương nhiên, chắc chắn 100%. Và tôi nhắc lại một lần nữa, và các bạn cảm thấy luôn luôn cảm thấy, các bạn cảm thấy ở đây là nếu như mà các bạn là một đội nhóm của Phượng, bạn cảm thấy tự hào về đồng đội của mình không ạ? Tôi riêng cá nhân này khi là cảm thấy tự hào, bao nhiêu bạn ấy cảm thấy tự hào, comment tự hào ạ? Đúng ạ, hay là ngủ hết rồi ạ? Các bạn cảm thấy tự hào không ạ? Tự hào comment tự hào nào, tự hào không ạ? Tôi cảm thấy tự hào, rất là vô cùng tự hào về một cái member của mình, một cái người học trò của mình thật sự, đưa góc độ mà là học viên của mình. Tôi chưa là xưng thầy với Phượng, đúng không? Tôi chỉ xưng là admin thôi. Mà đứa góc độ là người học, người dạy thì là học viên, đúng không ạ? Đấy thì cái người hướng dẫn mình cảm thấy rất là tự hào. Đã tự hào về Duy, đúng không ạ? Tự hào về Hảo, tự hào về Thắng, tự hào về chị Chi, tự hào về các bạn ở trong team. Thật sự là những cái sự cố gắng rất là nhiều. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Comment tất cả các bạn khác thì thấy như thế nào, đúng không ạ? Thì đó là cái mà thật sự là tôi muốn chia sẻ hết mình với anh em mình. Cơ bản ai cũng làm được, tại vì xuất phát điểm ngang nhau. Các bạn nói là không có thời gian, chính admin là người không có thời gian. Từ 6 giờ sáng tôi đã thức dậy rồi, tôi thức dậy rất sớm, tại vì 7 giờ admin phải đi làm rồi, 6 giờ 45 phút là phải có mặt ở cơ quan, 6 giờ phải dậy rồi, 2 giờ sáng ngủ, 2, 3, 4, 5 và 6, 4 tiếng ngủ mỗi ngày, mà kéo dài một thời gian rất là dài. Tôi vẫn không biết là mình phải kêu cố gắng như thế này bao giờ, đúng không? Cố gắng để vì cái gì? Cố gắng vì một là đam mê, hai nữa là cái mà mình cố gắng vì những cái hoài bão của mình, vì những cái kế hoạch, những cái dự định của mình, và mình kiên trì với những điều đấy. Còn lại đứng ở góc độ admin, thực tế là lương của tôi khoảng tầm 10 triệu một tháng, tôi không có thua thiệt bằng bất cứ ai trong cái cuộc sống này, xã hội này. Và công chức nhà nước chính quy đàng hoàng luôn, đúng không ạ? Được ra ngoài có quyền ăn quyền nói luôn, thực tế đấy các bạn. Đó đấy, gia đình nền tảng, không có gì phải dấn thân hết, chẳng chẳng phải cái gì. Bây giờ nhưng mà cái căn bản là cuộc sống của mình nó cứ đà đà như vậy. Sao ví dụ buổi tối admin chỉ ăn rồi ngủ và đi cà phê thôi, có tiền lương mà 8 tiếng hành chính một ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ, chế độ full, bảo hiểm nhà nước lo hết, từ cái cơm ăn áo mặc quần áo tất cả mọi thứ luôn. Thật sự là như vậy các bạn. Đó, ở trong đây cái ở Ninh Thuận thì cái chế độ đãi ngộ của cán bộ cực kỳ cao luôn, rất là tốt, để rằng người ta lo hết cho mình, ăn uống ngủ nghỉ, cũng không phải thuê nhà hết. Đó, tại sao mình phải làm như vậy, đúng không nào? Tại vì nếu như mà mình cứ làm bình dân như vậy á, đến khi mà mình có chuyện chẳng hạn, mình sẽ lúc đấy mình phải phối hợp, đúng không? Người ta nói rằng đấy là trên chiến trường phải đổ mồ hôi thì đúng không ạ, trên sa trường đấy, đúng không ạ, đổ mồ hôi thì cái chiến trường bớt đổ máu. Tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta đã cọ sát, chúng ta đã làm hết mình rồi. Và trong cái thời gian này là như vậy. Tuổi trẻ mà mình đổ mồ hôi thật là nhiều thì về già đó, đúng không? Về dài vài năm nữa thôi chứ không phải già gì đâu. Khoảng chục năm nữa thôi là các bạn sẽ thấy cảnh liền. Thật sự là như vậy. Đối với Phượng còn 31 tuổi, nhưng mà đối với anh em mình nào á, khoảng tầm ngoài 27 tuổi rồi thì thấy cảnh 37 tuổi đến 40 tuổi, lúc đó là nó lại một cái tuổi nó xế chiều rồi. Chắc chắn là như vậy, và chúng ta phải nhìn xa như thế để chúng ta cố gắng. Chứ không phải vấn đề là tại sao phải như vậy, đúng không? Tại sao phải lúc nào cũng có cái này trong người, đúng không? Tại sao phải chích thuốc độc vào mình làm gì? Đó là cái mà các bạn phải nhìn nhận, đúng không? Qua buổi chia sẻ này thật sự là tôi cảm thấy rất là tự hào về đội nhóm của mình, thật sự luôn, đúng không ạ? Chẳng bao giờ phải uống này, uống lúc nào cũng vậy hết, đúng không nào? Tại vì sao? Tại vì ai cũng muốn sướng ấy. Đúng không? Chúng ta có nhiều cách, chúng ta có thể vay để ăn,
đúng không? Vay ăn, đúng không? Rồi làm trả, không trả được gì gì ạ. Đến đời con cháu mình trả. Nhưng mà nếu như vậy thì tôi nghĩ rằng có nhân quả hết anh ạ. Không bao giờ mà mình trốn hoài được đâu. Và mình phải tự nỗ lực bằng cái của mình. Và kinh doanh online nó cho mình một cái cơ hội toàn diện, đúng không? Bạn nói là không thời gian đấy, nhưng vừa sau này Vy nói đó, một ngày ngủ 4 tiếng thì ai là người có thời gian hơn? Chắc chắn là các bạn là người có thời gian hơn. Tôi dám tin rằng như vậy. Và mình đánh đổi nhiều thứ chứ. Tình yêu cũng có, tình cảm cũng có, cái công cuộc riêng chơi cá nhân của mình cũng có rất là nhiều thứ. Hay nếu bạn bảo là không có vốn, người sau này Vy nói không có vốn, kể cả bạn Phượng không có vốn, đúng không nào? Chúng ta học những người ngay đây chứ không phải học ở đâu xa. Đó. Bạn nói mà không có khả năng, những bạn như Duy chẳng hạn, một người thật sự luôn là trước đó là cầm máy tính còn sượng, đánh máy còn sượng, 2 năm trời ấy, bạn làm máy tính nhiều lên ra bây giờ nó quen. Nhưng bây giờ về vấn đề mình, giống như các bạn sinh viên giống như Phượng đây, giống như các bạn mà được ăn học đàng hoàng, có bằng cấp đàng hoàng và đang là nhà là nước chẳng hạn, đánh máy chắc chắn là sẽ trơn tru nhiều hơn Duy nhiều, tôi lắm khẳng định như vậy, đúng không? Tại vì bạn liên tục tiếp cận với máy tính, bây giờ là cứ phải làm việc với máy tính. Thì bây giờ cái kỹ năng bạn ấy đâu có bằng đâu, đúng không? Bạn ấy vẫn làm fanpage được, vẫn làm hình ảnh được, hình ảnh lại còn đẹp. Bạn còn phải hỏi là làm sao để có cái tư duy đẹp như vậy, đúng không nào? Thế kể cả bản thân này, khi nhìn thấy bài đăng của Duy trên đó, mình cũng cảm thấy ổ đẹp. Đó là cái người mà thừa hưởng toàn bộ cái tư duy của mình. Thật sự luôn là hơn 2 năm qua là Duy học ở ngoài rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà trong Forex gần như là trend tất cả mọi thứ, gần như là chọn đời luôn, thật sự. Và mình chỉ chuyên trend chọn đời những người mà thật sự là chiến như vậy. Còn đứng núi này trong núi nọ là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà thấy lợi ích của một cái bên khác nó cao hơn, hoặc là mình nhảy qua, thì không bao giờ chúng ta đi với nhau được. Tại vì chúng ta không cùng tần sóng, không cùng tần số, thì sẽ không bao bắt được nhau. Rõ ràng. Còn trong đây không ngại chia sẻ, đúng không? Tất cả bạn đều vui vẻ thôi. Nếu như mà các bạn không trả lời kịp, nhưng mà chắc chắn sẽ trả lời, tôi dám tin chắc là như vậy, đúng không? Tại vì tin nhắn rất là nhiều. Đó. Và rất là nhiều cái kiến thức, rất là nhiều cái cơ hội để mình nắm bắt. Đấy. Đúng không? Không có thời gian, không có vốn, không có kinh nghiệm, không có kỹ năng. Đó không phải lý do. Lý do duy nhất là mình có làm hay không thôi. Đúng không? Đó. Tất cả các bạn ở trong đây đó là như vậy. Và chính bản thân IP cũng là như vậy. Mình có làm hay không thôi. Mình làm thì mình sẽ được. Và nó có một cái quy trình chung cả. Quy trình chung cả. Phải làm. Phải thể sức. Phải có đơn đầu tiên, rồi lại có đơn thứ hai. Đó, những cái feedback của mình trên fanpage chẳng hạn, cái feedback của mình ở trên kênh blog chẳng hạn, cái feedback của mình ở trên cái Facebook cá nhân chẳng hạn, đó là gì ạ? Cái những cái điều để làm cho người khác nhìn thấy định vị mình trong cuộc sống. Hãy định vị mình trước đã nha, rồi chọn sản phẩm, rồi lại mình chiến thôi. Sản phẩm nào cũng được, bán que tăm cũng giàu mà, thật sự là như thế. Thì đấy, và như vừa xong là có rất là nhiều bạn, đúng không ạ, đang hỏi cái phần là làm sao để vào trong quá trình, và làm sao được cái bộ ảnh, rồi làm sao được cái tool. Nó thực tế là nó kèm ở trong cái bộ tài nguyên, đúng không? Bộ tài nguyên đó là ở trong một cái nhóm, đúng không ạ? Và trong cái nhóm đấy gọi là nhóm quá trình. Và trong nhóm quá trình thì như thế này, thì tóm gọi là bạn sẽ nhận được bộ tài nguyên, có bộ hình ảnh, bộ content và cái tool mà bạn ở hay đó. Thứ hai là một cái khóa học nói lại toàn bộ những vấn đề liên quan đến dropship căn bản nhất cho các bạn. Ba nữa là các vấn đề về các cái live stream, các cái hướng dẫn chọn sẵn rồi về vấn đề tư vấn chốt đơn, từ vấn đề về tút tip 6 tip. Vừa xong admin thấy bạn Duy có tiết lộ là cái vấn đề về chiến lược ấy, khi mà có giá tốt, đúng không? Có giá tốt nữa, và bạn sẽ có cái chiến lược, và trong đó có 6 cái chiến lược: mua trứng tặng gà, đúng không, cho tặng free ship đấy, bán hàng combo, rất là nhiều chiến lược trong đó. Và cụ thể như thế nào đấy thì ở trong đấy nó để sẵn, làm theo thôi, đúng không? Có cái cáp tặng cục sạc, đúng không, cái cáp tặng tai nghe, có rất là nhiều chiến lược khi mà mình có cái giá tốt, đúng không? Và cái bộ đó, đúng không, cái bộ tài nguyên đó và cái bộ quá trình đó là hai thứ, nó trị giá hai thứ này ạ. Nếu mà mua riêng lẻ nó là 1,2 triệu, đúng không ạ? Trong ngày hôm nay, trong buổi Zoom này, bạn vừa học khóa học vừa cầm bộ tài nguyên đó chỉ 699k thôi, trong ngay buổi tối này. Nếu mà anh em nào mà muốn tham gia, muốn ở trong ấy nhận được cái bộ tài nguyên và cái tool, rồi là cái bộ ảnh, rồi là nhận được sự hỗ trợ riêng của tất cả các bạn mốt ở trong này này, đúng không ạ, thì comment, đúng không ạ, nói tôi tham gia, đúng không ạ, tôi tham gia để gì ạ, để nhận cái bộ tài nguyên đó và nhận bộ khóa học đó và rất là nhiều cái thứ ở trong đó, nhiều vừa xong bạn chia sẻ đó đó. Và chúng ta sẽ làm việc ngay ở trong cái buổi này. Nếu mà ngày mai thì chắc chắn là sẽ không còn cái cơ hội như vậy nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục học những cái phần chia sẻ khác. Ok, có anh em nào muốn sở hữu cái bộ tài nguyên đấy không ạ, giá 699k, đúng không ạ, 699k.
Bao nhiêu bạn muốn 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 tham gia cái team này ạ? Team này và nhận bộ tài nguyên, nhận cái sự hướng dẫn, nhận giá tốt, đúng không ạ? Có anh nào mà muốn tham gia ngay tối nay không ạ? Đúng không ạ? Ngày mai là chúng ta sẽ mất cơ hội rồi, đúng không ạ? Ngày mai chúng ta sẽ qua phần khác rồi, thì sẽ lại tiếp tục trao đổi các cái vấn đề khác. Ngày mai sẽ báo cái module training cho các bạn, đúng không ạ? Ok. Và cho anh em mình khoảng 24 tiếng, đúng không ạ? Trong suy nghĩ nhé, trong hết tối mai, đúng không ạ? Hết tối mai thì chúng ta sẽ bỏ qua, đúng không ạ? Qua cái cơ hội này để chúng ta tập trung tiếp vào trong cái phần sau, training với kiến thức tiếp theo nhé. Ok. Anh em nào muốn sở hữu không ạ? Thì cái bộ tài nguyên đó sẽ gồm là các cái khung ảnh này, khung ảnh rất là nhiều, khung ảnh đẹp luôn, khoảng hơn 100, 200 cái khung ảnh gì đó. Một cái tool để chèn hình, rồi là cái bộ content soạn sẵn, ví da, thời trang, phụ kiện điện thoại. Đó, các kiến thức về ebook ở trong Facebook Marketing, Instagram, rồi fanpage, Marketplace, bốn bộ ebook này sẽ chỉ rất là rõ cái cách làm sao để chiến thắng, rồi là cách chốt đơn, tất cả mọi thứ luôn, và như vậy trong như vậy để làm theo với lại triển khai thành công thôi. Ok, em nào mà muốn tham gia thì comment tôi tham gia nhé, comment tôi tham gia trong ngay buổi tối này, ngay trong buổi tối này, đúng không ạ? Hết ngày mai là em sẽ và các bạn này sẽ train vấn đề module khác thì sẽ có một cái cơ hội khác, và các cái cơ hội qua rồi thì sau kết thúc năm này thì sẽ có những cái thêm nữa, nếu như vào trong cái nhu cầu của anh em mình. Còn lại là như vậy, tôi nghĩ rằng là anh em mình làm như vậy thôi là ổn rồi, đúng không? Như vừa xong với là bạn Duy á, bật mí rất là nhiều điều trong trong đó, đáng ra là không bật mí đâu, nhưng mà em có chỉ đạo là ok anh mình thoải mái chia sẻ những cái kiến thức tuyệt vời, và trong đấy có sáu sáu cái yếu tố mà đăng bài market sell top thành công á, đó là trong cái khóa gì ạ, khóa học về marketplace công nghiệp và sell top marketplace, cực kỳ nhiều cái kiến thức ở trong anh em ạ. Đó, mà trong đây có những cái là được trend. Ok, các bạn mà muốn triển khai, muốn tham gia cái team coaching này, coaching là chỉ 699 ra thôi, và anh mình được hướng dẫn ở trong đó cùng đội nhóm team này, và tiếp tục học tiếp tục 5 ngày này, đúng không ạ? Sau 5 ngày thì sẽ có những cái buổi trend khác nữa, rất là nhiều kiến thức. Ok, có anh em nào không ạ? Ok, Duyên này, anh em nào muốn muốn tham gia thì để lại số điện thoại cho admin, admin sẽ lưu số điện thoại lại và support trọn đời, đúng không ạ? Như Duy theo admin hơn 2 năm rồi thật sự. Ok, admin để lại số điện thoại cho admin với ạ, em để lại số điện thoại nha. Ok, ở trong đó thì sẽ có những cái hướng dẫn thêm nữa, ở trong ngoài nhóm chat 5 ngày sẽ có một cái nhóm chat riêng, em mình sẽ được nhóm chat riêng, có những cái buổi zoom riêng nghe riêng dành cho các bạn, đúng không? Em mình sẽ chỉ riêng cho các bạn, đúng không ạ? Chứ không phải là nó có sự đặc biệt đó, đúng không ạ? Chỉ 699 ra thôi trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Thực tế là nó tổng hợp ba khóa đấy. Và tại vì sao? Tại vì trong cái khóa trend này ấy, thì em mình đã đặt ra cái vấn đề rồi là cho anh em mình đó là có những cái cơ hội để tham gia và có cơ hội để thành công tốt hơn đấy, nên ra là đây là một cái cơ hội cực kỳ tốt để cho anh mình có thể nhận được những cái ưu đãi tuyệt vời. Ok, còn bạn nào nữa ạ? Và chúng ta nếu như mà không còn bạn nào đăng ký thì các bạn còn cái cơ hội suy nghĩ nhá, còn lại ngày mai chúng ta sẽ qua cơ hội khác. Ở đây không ai biết gì hết, tất cả những bạn mà như Duy và như Phượng không không phải đã biết, đúng không ạ? Không ai biết gì cả thì chúng ta học là sẽ biết thôi, chỉ từ A đến Z mà. Ok, nói chung là từ newbie luôn đấy, chứ không cần phải là tuyển người biết, nếu mà người biết rồi thì nó làm gì nữa, người biết thì cũng chẳng cần người học, chỉ cần xem thôi là ok rồi á. Ok, Phượng có muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Phượng có muốn chia sẻ thêm gì với các bạn không em? Ok, Rồi. Thì qua đây thì mình cũng đã thêm ha, thì cái phần mà các bạn đang có cái cơ hội á, thì các bạn nên nên mở cái đường cái cơ hội đấy cho các bạn hơn. Thì khi mà mình cũng nói qua sơ qua cái vấn đề này, thì trước á, thì mình cũng cái kiểu
mình mới mẹ bỉm sữa mà thì tiền đâu cũng hơi lăn tăn về cái vấn đề tham gia cái quá trình chuyên sâu này nè. Mình nghĩ là giống như nhiều bạn có tâm lý như này đúng không ạ? Mình vô rồi thì mình có kết quả không đó. Mình bỏ chừng đấy tiền ra rồi, mình có thu lại được không và có cái kết quả mà mình như mình mong đợi không? Trước cái lúc đó thì mình cũng rất là nhiều cái vấn đề suy nghĩ về cái vấn đề mình tham gia khóa học các bạn. Mình những cái mình đang nói ấy, thì là từng từng mình từng suy nghĩ ha. Thì cái thời bỉm sữa thì tiền đâu có nè. Bán hàng thì cũng mới được thì cái khóa 699 rồi khóa các team VIP member. Thì mình sẽ cái kiểu là cũng suy nghĩ nhiều. Trong khoảng thời gian đó sau cũng kiểu mình thôi chơi giờ mẹ bỉm sữa rồi còn gì nữa đâu mà mất, được ăn cả ngã về không các bạn, chưa liều. Thì mình tham gia vào cái khóa học đó thì lúc đầu á mình tham gia rồi nhưng mà cái kiểu của mình là cầm đèn chạy trước ô tô các bạn, mình lười kiểu nói chung là không 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 phải kiểu con cái rồi việc nhà rồi vườn tược các thứ ha, nhà mình thì có cái vườn nữa nên là nó khá khá nhiều về thời gian nên là mình cũng lười cái kiểu là nhìn lướt lướt sơ sơ thôi chứ mình cũng không học lắm. Cái gì mình cũng nhắn cho admin, đến lúc mà admin đốc thúc mình em học đi, em học những cái phần ở trong admin đại diện chạy trong nhóm ha, cũng phải nhắc đến 4 5 lần á thì mình mới bắt đầu chuyên tâm học. Và cái vấn đề học đó thì áp dụng những kiến thức đó thì khá khá là ok ha, và giống như là ổn định hơn, dần ổn hơn và có kết quả tốt hơn, còn cái kết quả còn quá hơn là cái mình mong đợi nữa, giống như lúc nãy mình share cho các bạn ha. Và mình cũng nói là thì cũng không ai là thứ nhất là không ai cái gì cũng biết hết. Ở đây thì đều là những mà nếu mà marketing thì cũng là không biết, mình cũng là kiểu con số không bắt đầu. Những cái vấn đề đó thì mình phải cố gắng. Mình chỉ khuyên các bạn là đừng có bỏ dở ha. Lúc đầu thì hơi khó khăn một tí. Có thể là hơi hơi khó khăn và hơi nản một tí khi mà các bạn chưa được tiếp cận được khách hàng. Nhưng mà các bạn cố lên. Sau này á mình cố gắng chăm chỉ, mình làm và mình cứ đều đều vậy thì mình sẽ có kết quả như mong muốn, là có những cái khách hàng tiềm năng hơn đó. Và ngoài ra thì các bạn có thể khi mà ngoài các marketplace như này thì các bạn có thể đăng tham gia những cái nhóm mà chuyên mua bán để đăng bản đăng sản phẩm ha. Các bạn có thể đi comment dạo này. Nhiều khi comment dạo ở những cái nhóm mua bán đấy thì các bạn cũng khá cũng ra đơn nha. Mình cũng làm rồi và mình ra đơn ở trong nhóm comment đấy thì mình cũng đi dạo cũng đi comment dạo và ra đơn cũng rất là ok ha. Và các bạn cũng có thể nhiều cái vấn đề như là các bạn có thể đăng lên nhóm về cái vấn đề giống như các bạn đang bắt đồ chẳng hạn đó. Ví dụ các bạn mua cái áo hoodie chẳng hạn, các bạn ví dụ là do mình ở xứ nắng chẳng hạn mà mình mua nhiều áo hoodie quá thì mình cần bát lại chẳng hạn. Mình mua khoảng 350 thì mình bát 250 hoặc là 150 chẳng hạn. Đó là những cái vấn những cái về bán hàng trên hội nhóm. Thì chỉ cần các bạn chăm chỉ này, cố gắng này thì sẽ có kết quả như các bạn mong muốn. Và chúc các bạn sẽ có thành công trong thời gian sớm nhất và thật nhiều trang bị cho mình thật nhiều năng lượng để đi tiếp con đường trên marketing online này. Ok, cảm ơn Phượng chia sẻ nhé. Và trong cái quá trình này còn nhiều đúng không ạ? Chúng ta còn làm việc với nhau nhiều chứ không không có lo vì mất cơ hội đúng không ạ? Còn lại thì từ từ đúng không ạ? Tham gia còn lại cái trend của admin đó là trend cho tới khi làm được thì thôi. Đúng không ạ? Ở đây anh em mình đăng ký ở trên cơ sở là mình cảm thấy mình thiếu, mình cần thì mình đăng ký chứ không ép buộc, và mọi thứ là free nhé. Lưu ý là mọi thứ ở trong Fori là free.
nguồn hàng miễn phí kiến thức ở trong đây training mà bạn có ghi chép đàng hoàng, bạn có lắng nghe ở trong nhóm training này, thì cũng chỉ rất là kỹ về vấn đề tư duy là anh em mình cũng đã làm được rồi. Còn lại mà vào trong nhóm đấy thì anh mình sẽ được cái gì? Tức là anh mình sẽ được làm việc với đội nhóm mốt và admin, đúng không? Và muốn hỏi gì thì hỏi, muốn có thường có những buổi Zoom không phải là Zoom ở trong cái nhóm training như thế này, đúng không ạ? Có nghĩa là có những buổi Zoom mà các bạn khác không được vào, không phải là nhóm public như thế này mà chỉ có anh em ở trong cái nhóm coaching nó sẽ được vào đó. Và mỗi buổi Zoom là sẽ một cái module khác nhau, rất là nhiều các cái kiến thức, và nếu mà tập trung thì anh mình sẽ làm được chắc chắn. Đấy là cái mà anh mình muốn chia sẻ như vậy, chứ không phải vào trong đây lại tham gia khóa học này, nói đó không phải. Bản chất ở đây là anh mình học nghiêm túc là thành công rồi. Còn đây là cái cơ hội. Tại vì sao? Tại vì mỗi khóa học này trên kinh doanh online z.com, đúng không ạ? Trên cái kinh doanh online z.com là có module khóa học đàng hoàng, đúng không nào? Và bản thân không có cái khóa training này hay là có cái khóa training này thì mình vẫn có những cái người mà tham gia bình thường. Đây là cái cơ hội để mình được tiếp cận với những cái bộ tài nguyên và những cái công cụ. Như vừa xong mới biết, anh bảo cái công cụ chèn hình kia tốn phí không ấy. Thực tế admin thắng ấy, là sẽ nghe cho cái team về Shopee và cái team mà làm chuyên về marketplace cho bất động sản. Đấy là một cái tool đấy là mình không bán luôn, mình chỉ làm hộ hình thôi. Các bạn hình dung là như vậy, chỉ đi làm hộ hình người khác thôi. Và hình dung ạ, có thể tôi bán bộ hình thôi, tôi không bán tool. Ông kiếm tool đâu kệ ông có gì cũng được. Tại vì sao? Tại vì cái tool nó có nhiều phiên bản lắm, nó có nhiều phiên bản mà phiên bản nó bị lỗi thì nó không làm được. Rồi mình chỉ bán bộ hình thôi, và kiếm rất là nhiều tiền với bộ hình này. Có nhiều cách để kiếm tiền chứ không phải chỉ riêng là bán cái tool đó. Bán tool đó thì chỉ kèm trong đó thôi, đúng không nào? Còn là mình đúng là bán cho một cái thằng bạn đó, lúc đó là chưa ai biết đâu, đúng không? Lâu rồi, rất là lâu rồi, là bán 1 triệu với tool đó, nó kiếm được cực kỳ nhiều tiền luôn. Giống như Duy bây giờ 1 triệu nó là cái gì đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cái mà mình nhận được ấy, là được rất là lớn. Còn lại vấn đề bảo là nhiều á, thì mình nói thật luôn, ở trong cái đội về giống như ở tầm của admin này, về affiliate này, về Clickbank này, về dropship này, một khóa của họ là $1,000 hoặc là $500 hoặc là $250. Là quá trình chỉ trong vòng 1 tuần 2 tuần, chứ không phải quá trình trọn đời như thế này đâu. Đó là lý do tại sao mà bây giờ tôi vẫn còn khá là nghèo vãi luôn, đúng không? Tại vì sao? Tại vì trend như cái này mà bạn trả một cái phí cực kỳ bé rồi bạn học quá trời trên đời dưới biển luôn, thật ra rất là nhiều. Nhưng mà cái được ở trong Fori đó là cộng đồng đi theo rất là lâu, và chúng ta là cộng đồng am hiểu và hiểu vấn đề và có kết quả đấy thì sẽ tin tưởng đi theo rất là lâu, chứ không phải là những người đứng núi này chúng núi đó. Nên ra cái quá trình mà làm Fori chẳng bao giờ bị phốt về đào tạo hết. Tại vì sao? Tại vì đào tạo tới khi mà bạn nản không muốn làm thì thôi ấy, do bạn thôi chứ không phải do admin. Còn lại là anh em mà làm đấy thì kết quả cực kỳ nhiều đó, cứ làm mà nó ra kết quả đó. Và chắc chắn rằng là năm nay bạn thấy admin trend, năm sau tôi vẫn trend bình thường với những cái kiến thức mới, với cái module mới liên tục như vậy đấy. Thật sự là admin vẫn nghèo lắm luôn thật, đúng không? Tại vì sao? Tại vì bạn hệ mình các cái khóa này ấy, cứ bạn cứ tham gia đi, đúng không? Có bạn Phượng đây này, hôm sau nhá, bây giờ hôm nay không share, không chia sẻ nữa. Những bạn tham gia những khóa 1, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu luôn, không làm được bất cứ một cái kết quả nào hết. Bạn tin không ạ? Vào trong cái khóa trend của admin 3 ngày, admin hay tạo ra 3 ngày, 5 ngày, rồi 2 ngày á, học free, miễn phí, không mất một đồng nào. Sau này bạn ấy comment, bạn ấy cảm ơn rất là nhiều, bạn nói rằng là em vừa mới tham gia cái khóa học 3 triệu mà em không có một đơn nào. Còn khi mà tham gia anh á, em thật sự luôn là em mất lòng tin lắm rồi. Và khi mà anh học anh thì em mới hiểu được ấy, và em có đơn. Thật sự luôn là rất nhiều bạn hỏi rằng tại sao mà admin dạy free làm gì, tốn thời gian. Khả năng bây giờ cộng đồng admin rất là lớn, đúng không? Tôi chỉ bán và tôi chỉ train những cái có phí, chẳng phải tạo ra miễn phí để làm gì, đúng không? Có những ví dụ như là quán training 3 ngày hôm trước là có cả 5 bạn đăng ký luôn, này admin bỏ qua luôn. Thôi, không nói hoài luôn. Tại vì sao? Tại vì một cái khóa đó là 5 triệu ấy, không thèm luôn. Kệ, muốn đăng ký nói thôi. Đấy. Các bạn là mình thích thì mình làm, không thích thì thôi, chứ không phải là cái tiền vào đây là ok. Đấy, còn phải nhiệt huyết, tâm tình nữa, các thứ nữa, chứ không phải cứ vậy. Đó, và có rất là nhiều cái đó. Còn cái khi nào mà mình còn làm, mình còn nhiệt huyết, mình còn đam mê, rồi mình còn có thời gian chia sẻ thì mình sẽ hết mình với anh em. Đó là cái này mình muốn nói với anh em mình. Đấy. Thì ok,
đây là những bạn cuối cùng của buổi Zoom đúng không? Ở buổi trend này, một buổi trend dài, rất là nhiều kiến thức, cực kỳ nhiều kiến thức, và hy vọng rằng cái buổi training này sẽ giúp mọi người có một cái nhìn nhận rất thật là tuyệt vời về cái thế giới digital, thế giới dropship và marketing như thế nào, đúng không ạ? Và nhận được những cơ hội tốt từ đội nhóm Fori và những cái kiến thức hiệu quả trong quá trình mà làm việc. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ở cái buổi sau ngày mai sẽ là về phần khác nhá. Ngày mai sẽ về phần các vấn đề về thương mại điện tử và các cái vấn đề về content, đúng không ạ? Ngày hôm nay là vấn đề về digital, đúng không ạ? Và thế giới này nó rất là rộng, không phải như vậy nữa, đúng không? Nó còn vấn đề về tư duy, về vấn đề về chiến lược, nhiều thứ nữa, đúng không ạ? Về vấn đề chốt đơn, rất là nhiều buổi. Và ngày hôm nay, đúng không ạ? Buổi trend dài hay là dài, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là chúng ta rất là lắng nghe. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là tuyệt vời. Ok. Và thông báo luôn là anh em mình đăng ký là chúng ta chiến đấu luôn, vào luôn, tham gia luôn, đúng không ạ? Để được hướng dẫn luôn, chứ không có chờ đợi nhá. Ngay lập tức, chứ không có chờ. Ở trong Fori không có chờ. Bao giờ là ngay bây giờ, đúng không ạ? Tại vì đội nhóm Fori rất là nhiều, đúng không ạ? Tại vì phía sau admin còn rất là nhiều bạn mốt này. Đấy, bạn hỗ trợ shopbot nữa. Tuyệt vời. Ok. Chào và hẹn gặp lại nhá. Chúc các bạn một buổi tối tuyệt vời này.